Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con kính tri ân sư. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ con Huệ Ngọc, con thành kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh, con thành kính đảnh lễ Thượng tọa Pháp Tân cùng chư tôn đức. Dạ con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ thưa, hôm nay là ngày thứ Bảy, 20 tháng 6 năm 2020 dương lịch, cũng là nhằm ngày 29 tháng 4 âm lịch năm Canh Tý. Nghi thức truyền thọ giới Pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Dạ con kính mời quý Phật tử nào muốn tọa bát xin chuẩn bị để cùng con tất bật xin giới. Nam mô Bụt Thầy, thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Uka samayang phante tisarane nasaha athanga saman nagatang upo satang yachama dutiyam bi mayang phante tisarane nasaha
thang gác sám hàn na gác thang upo sa thang ya cha ma tati yam bi ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha a thang gác sám hàn na gác thang upo sa thang ya cha ma. Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài Lân Mẫn trao truyền quy giới cho chúng con. Và chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh ạ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đứng chánh biên trì. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đứng chánh biên trì. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đứng chánh biên trì. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Buddha hằng saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Phật. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Pháp. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Pháp. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Tăng. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Tăng. Duṭiyāmpi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Phật. Duṭiyāmpi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Phật. Duṭiyāmpi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Pháp. Duṭiyāmpi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Pháp. Duṭiyāmpi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Tăng. Duṭiyāmpi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Tăng. Tatiyāmpi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy y Phật. Tatiyāmpi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyāmpi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy y Pháp. Tatiyāmpi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy Pháp. Tatiyāmpi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy y tăng. Tatiyambi sangkhang saranang gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy tăng. Banati mata veramani sikha padang sama diyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Panatipata vechamani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinadana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Adinna dana we chamani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Brahmacharya we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Abrahmacharya we chamani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Musavada we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Musavada vechamani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Sura merayamachappamadathana vechamani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Sura me shayama chappa ma dathana we chamani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vika lavo sana we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vika lapo chana we chamani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Na chay ghi ta và đi ta vi su ka da sa na ma la gan thu thề ba ta tha ra na man da na vi phu sa na tha na về ra man ni sa kha ba đăng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Nacagita wa dita wisu kadasana ma la gan tawi le panatha chana man dana wifu sanatana we chamani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ocha Sijana Maha Sijana Ve Ramani Sikha Badang Sama Diyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ucha sayana maha sayana we chamani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Imang athang gassamanna gatang buddhapanyatang uposathang imang charatin imang chadivasang sammadeva afirakitum samadhiyami.
Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì, bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atha sikha bada ni upo sasi vada sen iman jaratan iman jidivasang sa tukang katawa apamadena samma rakitam bang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay, chẳng nên dĩ vui. A ma phạn tê, chúng con xin thành kính phụng hành. Si le na su ga tan yan ti, si le na phu ga sam ba da, si le ni ni po tan yan ti, ta sa ma si lang vi so tha ye. Người giữ giới hằng được phú túc mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tỉnh thanh. Sa thủ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vào trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành từ dung. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba buddha anubhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma anubhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha anubhavena sada sati bhavantu te. Tất cả phương pháp có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thủ lành thai, Nam mô Bụt Thầy. Con thành kính đảnh lễ. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Dạ, con thành kính đảnh lễ sư Nguyên Thông cùng chư Tôn Đức. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú kính cảm ơn Xích Huệ Ngọc. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức Thượng Tọa Minh Hạnh.
Dạ, tiếp theo chương trình thì con xin. Nam mô Bụt Ha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Tham Má trên Ban Thoát, mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè, Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ PM tối, Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Hôm nay thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 năm 2020 Phật lịch 2564, đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, Hòa Thượng dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng, bài 5 Kinh Không Uế Nhiễm. Anangana Sutta, phân đoạn 021 đến 024 sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Tiếp theo chương trình, con xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, Nam Mô Bụt Ha Giá. Nam Mô Bụt Ha Giá. Kính đảnh lễ chư công đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, tôn giả Sariputta hay là Xá Lợi Phất hoặc cũng gọi Mahamoggallana hay là Đại Mục Kiền Liên là hai vị thượng thủ tinh văn đệ tử của Đức Thế Tôn. Hai ngài thường có mặt ở trong hội chúng để làm công việc của hai vị giáo thọ, trong việc hướng dẫn tu học cho tăng chúng thay mặt cho Đức Phật. Và đây là một cái pháp thoại. Và khi Đức Thế Tôn này không có thuyết giảng thì Ngài giao lại cho hai vị này. Và trong pháp thoại này, tôn giả Sariputta, Ngài đã nói về cái ý niệm của quý nhiễm và thanh tịnh. Quý nhiễm dĩ nhiên là chúng ta nghe rất thường, và chúng ta nghĩ rằng điều đó đơn giản. Nhưng mà thật ra, quý nhiễm nó không hẳn là điều ác xấu bình thường, mà ở đây Ngài còn cho những gợi ý. Những gợi ý đó nó lại liên hệ bậc thiết đến tại sao chúng ta cần tu tập chánh niệm, tại sao chúng ta cần tự phản tỉnh, tự nhìn lại chính mình. Mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh, và sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Pháp Tân, vị giảng sư của chương trình hôm nay, gửi đến đại chúng ý nghĩa của bài kinh này. Sa thú, sa thú, con tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Và sau đây thì con xin phép được đọc chánh kinh. Bài học hôm nay thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 năm 2020, Phật lịch 2564, đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, phân đoạn và chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng, bài 5 Kinh Không Uế Nhiễm Anangana Sutta 021 đến 024 sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. 5 Kinh Không Uế Nhiễm Anangana Sutta 021 tới 024. Tên kinh được gọi là Kinh Không Uế Nhiễm, nội dung đề cập tới 4 hạng người dựa trên sự uế nhiễm và không uế nhiễm. Trong pháp thoại ngắn này dành cho chư Tỳ Kheo, tôn giả Sariputta nói về 2 hạng người uế nhiễm và 2 hạng người không uế nhiễm. Trong 4 hạng người đó thì có 2 hạng người u thắng, 2 hạng hạ liệt. Tôn giả Sariputta và tôn giả Mahamoggallana là 2 bậc thượng thủ thinh văn đệ tử Phật. Tôn giả Sariputta được Đức Phật xác nhận là bậc đệ nhất trí tuệ trong hàng đệ tử. Trong tôn giả Mahamoggallana là bậc đệ nhất thần thông. Hai ngài là 2 vị giáo thọ thường đi theo Đức Phật để hướng dẫn tu học cho hàng tỳ kheo. Tôn giả Sariputta thường hướng dẫn về pháp học và khai tâm cho những người mới đến với Phật Pháp. Trong lúc ngài Mahamoggallana
thường hướng dẫn về pháp hành cho những người muốn đi xa trong sự thực hành thiền định. Trong bài kinh này, Tôn giả Maha Moggallana với những câu hỏi tiếp theo trong hình thức vấn đáp để Tôn giả Sariputta triển khai rộng rãi ý nghĩa của đề tài. Không 21. Biết hay không biết về bản thân là một điểm quan trọng. Nói về đề tài uế nhiễm, Tôn giả Sariputta nêu lên bốn hạng người. A. Bản thân uế nhiễm không tự biết mình uế nhiễm. B. Bản thân uế nhiễm tự biết mình uế nhiễm. C. Bản thân không uế nhiễm không tự biết mình không uế nhiễm. D. Bản thân không uế nhiễm tự biết mình uế nhiễm. Chánh kinh. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Sarvathi xá vệ tại Chetawana Kỳ Đà Lâm vườn ông Anathapin Đích Khá cấp cô độc. Ở tại đây Tôn giả Sariputta Xá Lợi Phất gọi các tỷ kheo: chư hiền tỷ kheo, thưa hiền giả. Các tỷ kheo ấy vân đáp Tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: này chư hiền, ở đời có bốn hạng người. Thế nào là bốn? Chư hiền, ở đây có hạng người có cấu uế nhưng không như thật tuệ tri nội thân ta có cấu uế. Lại nữa chư hiền, ở đây có hạng người có cấu uế và như thật tuệ tri nội thân ta có cấu uế. Lại nữa chư hiền, ở đây có hạng người. Ở đây có hạng người không có cấu uế nhưng không như thật tuệ tri nội thân ta không có cấu uế. Lại nữa chư hiền, ở đây có hạng người không có cấu uế và như thật tuệ tri nội thân ta không có cấu uế. Chư hiền, ở đây hạng người có cấu uế nhưng không thực tuệ tri nội thân ta có cấu uế. Trong hai hạng người có cấu uế, hạng người này vì vậy được gọi là hạng người hạ liệt. Chư hiền, ở đây hạng người có cấu uế và như thực tuệ tri nội thân ta có cấu uế. Trong hai hạng người có cấu uế, hạng người này vì vậy gọi là hạng người ưu thắng. Chư hiền, ở đây có hạng người không có cấu uế nhưng không thực như thực tuệ tri nội thân ta không có cấu uế. Trong hai hạng người không có cấu uế, hạng người này vì vậy được gọi là hạng người hạ liệt. Chư hiền, ở hạng người không có cấu uế và như thực tuệ tri nội thân ta không có cấu uế. Trong hai hạng người không có cấu uế, hạng người này vì vậy được gọi là hạng người ưu thắng. 022. Sự lượng định của bậc trí không chỉ nằm ở hiện trạng mà còn hướng đi tương lai. Không tự biết bản thân là dấu hiệu của tuột dốc, ngược lại biết tự quán sát và nhận diện bản thân là dấu hiệu hướng thượng. Chánh kinh. Được nói như vậy, Tôn giả Maha Moggallana Đại Mục Kiền Liên nói với Tôn giả Sariputta như sau: Tôn giả Sariputta, do nhân gì, do duyên gì trong hai hạng người có cấu uế này, một hạng người được gọi là hạ liệt, một hạng người được gọi là ưu thắng? Tôn giả Sariputta, do nhân gì, do duyên gì trong hai hạng người không có cấu uế này, một hạng người được gọi là hạ liệt, một hạng người được gọi là ưu thắng? Ở đây hiền giả, hạng người có cấu uế nhưng không thực tuệ tri nội thân ta có cấu uế, với người này có thể chờ đợi như sau: người này sẽ không khởi lên ước muốn, sẽ cố gắng, sẽ không tinh tấn để diệt trừ cấu uế ấy. Người này sẽ từ trần trong khi còn có tham, còn có sân, còn có si, trong khi còn cấu uế, trong khi tâm còn ô nhiễm. Này hiền giả, giống như một cái bát bằng đồng mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn về, phủ đầy bụi bặm và người chủ cái bát ấy không dùng đến, không lau chùi và quăng cái bát ấy vào một chỗ bụi bặm. Này hiền giả, như vậy cái bát ấy sau một thời gian càng ô nhiễm hơn, càng bụi bặm hơn. Này hiền giả, sự thật là vậy. Này hiền giả, có như vậy hạng người có cấu uế nhưng không như thực tuệ tri nội thân ta có cấu uế, với người này có thể chờ đợi như sau: người này sẽ không khởi lên ước muốn, sẽ không có cố gắng, sẽ không có tinh tấn để diệt trừ cấu uế. Người này sẽ từ trần trong khi còn có tham, còn có sân, còn có si, trong khi còn cấu uế, trong khi tâm còn nhiễm. Ở đây này hiền giả, hạng người có cấu uế và như thực tuệ tri nội thân ta có cấu uế, với người này có thể chờ đợi như sau: người này sẽ khởi lên ước muốn, sẽ cố gắng, sẽ tinh tấn để diệt trừ cấu uế ấy. Người này sẽ từ trần trong khi không còn tham, không còn sân, không còn si, trong khi không còn cấu uế, trong khi tâm không còn ô nhiễm. Này hiền giả, giống như một cái bát bằng đồng mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn về, phủ đầy bụi bặm và người chủ cái bát ấy dùng đến, lau chùi và không quăng bát ấy vào chỗ bụi bặm. Này hiền giả, như vậy bát ấy sau một thời gian được thanh tịnh hơn, được sạch sẽ hơn. Này hiền giả, sự thật là vậy. Này hiền giả, như vậy hạng người có cấu uế
và như thực tuệ tri. Nội thân ta có cấu uế với hạng người này có thể chờ đợi như sau: người này sẽ khởi lên ước muốn, sẽ cố gắng, sẽ tinh tấn để diệt trừ cấu uế ấy. Người này sẽ từ trần trong khi không còn tham, không còn sân, không còn si, trong khi không còn cấu uế, trong khi tâm không còn ô nhiễm. Ở đây này hiền giả, hạng người không có cấu uế nhưng không như thực tuệ tri, nội thân ta không cấu uế với người này có thể chờ đợi như sau: người này sẽ tư niệm tịnh hướng, tịnh tướng. Do tư niệm tịnh tướng, tham sẽ làm ô nhiễm tâm của người này. Người này sẽ từ trần trong khi còn có tham, còn có sân, còn có si, trong khi còn cấu uế, trong khi tâm còn ô nhiễm. Này hiền giả, giống như một cái bát bằng đồng mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn về, thanh tịnh và sạch sẽ, và người chủ cái bát ấy không dùng đến, không lau chùi và quăng bát ấy vào một chỗ đầy bụi bặm. Này hiền giả, như vậy cái bát ấy sau một thời gian càng ô nhiễm hơn, càng bụi bặm hơn. Này hiền giả, mà xin không đang không cầm mic trở lại ạ. Mời Phong Lan cầm mic trở lại. Phong Lan ơi. Alo, dạ, cảm ơn Xích Nhật Quỳnh. Dạ, con xin phép được đọc tiếp. Này hiền giả, sự thật là vậy. Này hiền giả, như vậy hạng người không có cấu uế nhưng không như thực tuệ tri. Nội thân ta không có cấu uế với người này có thể chờ đợi sao? Người này sẽ tư niệm tịnh tướng. Do tư niệm tịnh tướng, tham sẽ làm ô nhiễm tâm của người này. Người này sẽ từ trần trong khi còn có tham, còn có sân, còn có si, trong khi còn cấu uế, trong khi tâm còn ô nhiễm. Ở đây này hiền giả, hạng người không có cấu uế và như thật tuệ tri. Nội thân ta không có cấu uế với người này có thể chờ đợi như sau. Người này sẽ không tư niệm tịnh tướng. Do không tư niệm tịnh tướng, tham sẽ không làm ô nhiễm tâm của người này. Người này sẽ từ trần trong khi không có tham, không có sân, không có si, trong khi không còn cấu uế, trong khi tâm không còn ô nhiễm. Này hiền giả, giống như một cái bát bằng đồng mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn về, thanh tịnh và sạch sẽ, và người chủ cái bát ấy dùng đến, lau chùi và không quăng cái bát ấy vào chỗ đầy bụi bặm. Này hiền giả, như vậy cái bát ấy sau một thời gian càng được thanh tịnh hơn, càng được sạch sẽ hơn. Này hiền giả, sự thật là vậy. Này hiền giả, như vậy hạng người không có cấu uế và như thực tuệ tri. Nội thân ta không có cấu uế với người này có thể chờ đợi như sau. Người này sẽ không có tư niệm tịnh tướng. Do không tư niệm tịnh tướng, tham sẽ không làm ô nhiễm tâm người này. Người này sẽ từ trần, không có tham, không có sân, không có si, không còn cấu uế, tâm không còn ô nhiễm. Này hiền giả Mokgalana, do dân này, do duyên này, trong hai người có cấu uế này, một người được gọi là hạ liệt, một người được gọi là ưu thắng. Này hiền giả Mokgalana, do nhân này, do duyên này, trong hai người này không có cấu uế, một người được gọi là hạ liệt, một người được gọi là ưu thắng. Không 23, uế nhiễm và thanh tịnh trong ý nghĩa cụ thể, thiện ác trong nhiều tôn giáo, học thuyết là khái niệm mơ hồ, đôi khi liên quan tới thần linh. Ở đây khi được hỏi, tôn giả Sariputta đưa ra những quan điểm cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Chánh kinh, này hiền giả, cấu uế gọi là cấu uế, danh từ gì là đồng nghĩa cái gọi là cấu uế? Này hiền giả, các
ác bất thiện pháp, cảnh giới của dục là đồng nghĩa cái gọi là cấu uế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra ở đây, một tỷ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau: nếu ta có phạm giới tội, mong rằng các tỷ kheo chớ có biết về ta rằng ta có phạm giới tội. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra, các tỷ kheo có thể biết được các tỷ kheo ấy đã phạm giới tội. Tỷ kheo này nghĩ rằng các tỷ kheo đã biết được ta đã phạm giới tội, do vậy vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Phẫn nộ và bất mãn cả hai thuộc về cấu uế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra ở đây, một tỷ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau: nếu ta có phạm giới tội, mong rằng các tỷ kheo hãy quở trách ta ở chỗ kín đáo, không phải ở giữa tăng chúng. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra, các tỷ kheo quở trách tỷ kheo ấy ở giữa tăng chúng, không phải ở chỗ kín đáo. Tỷ kheo này nghĩ rằng các tỷ kheo quở trách ta giữa tăng chúng, không phải ở chỗ kín đáo, do đó vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn cả hai thuộc về cấu uế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra ở đây, một tỷ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau: nếu ta có phạm giới tội, mong rằng một tỷ kheo đồng đẳng hãy quở trách ta, chớ không phải là một vị không đồng đẳng. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra, một tỷ kheo không đồng đẳng quở trách tỷ kheo ấy, không phải một tỷ kheo đồng đẳng. Tỷ kheo này nghĩ rằng một tỷ kheo không đồng đẳng quở trách ta, không phải là một tỷ kheo đồng đẳng, do đó vị này trở nên phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn cả hai thuộc về cấu uế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra ở đây, một tỷ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau: mong rằng bậc đạo sư ấy hỏi ta nhiều lần trong khi giảng pháp cho chúng tỷ kheo, mong rằng bậc đạo sư không hỏi tỷ kheo khác nhiều lần trong khi giảng pháp cho chúng tỷ kheo. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra, bậc đạo sư hỏi một tỷ kheo khác nhiều lần trong khi giảng pháp cho chúng tỷ kheo, bậc đạo sư không hỏi tỷ kheo ấy nhiều lần trong khi giảng pháp cho chúng tỷ kheo. Tỷ kheo này nghĩ rằng bậc đạo sư hỏi một tỷ kheo khác nhiều lần trong khi giảng pháp cho chúng tỷ kheo, bậc đạo sư không hỏi ta nhiều lần trong khi giảng pháp cho chúng tỷ kheo, do đó vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn cả hai thuộc về cấu uế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra ở đây, một tỷ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau: mong rằng các tỷ kheo hãy để ta đi trước trong khi vào làng để dùng cơm, mong rằng các tỷ kheo không để một tỷ kheo khác đi trước trong khi vào làng để dùng cơm. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra, các tỷ kheo để một tỷ kheo khác đi trước trong khi vào làng để dùng cơm, các tỷ kheo không để tỷ kheo ấy đi trước trong khi vào làng để dùng cơm. Tỷ kheo này nghĩ rằng các tỷ kheo để một tỷ kheo khác đi trước trong khi vào làng dùng cơm, các tỷ kheo không để ta đi trước trong khi vào làng để dùng cơm, do đó vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn cả hai thuộc về cấu uế. Này hiền giả, sự tình xảy ra ở đây, một tỷ kheo khởi lên ý muốn như sau: mong rằng tại chỗ ta ăn, ta được chỗ ngồi tốt nhất, được uống tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất. Mong rằng tỷ kheo khác tại chỗ ăn không được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra, một tỷ kheo khác tại chỗ ăn được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất, còn tỷ kheo ấy tại ăn không được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất. Tỷ kheo này nghĩ rằng một tỷ kheo khác tại chỗ ăn được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất, tại chỗ ăn ta không được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất, do vậy vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn cả hai thuộc về cấu uế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra ở đây, một tỷ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau: mong rằng tại chỗ ăn, sau khi ăn ta sẽ thuyết pháp tùy hỷ pháp, không phải tỷ kheo khác tại chỗ ăn sau khi ăn xong sẽ thuyết tùy hỷ pháp. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra, một tỷ kheo khác tại chỗ ăn, sau khi ăn xong thuyết tùy hỷ pháp. Tỷ kheo ấy tại chỗ ăn sau khi ăn xong không thuyết tùy hỷ pháp. Tỷ kheo này nghĩ rằng một tỷ kheo khác tại chỗ ăn sau khi ăn xong thuyết tùy hỷ pháp, tại chỗ
ta tại chỗ ăn sau khi ăn xong không thuyết tùy hỷ pháp. Do vậy vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn cả hai thuộc về cấu uế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra ở đây một tỷ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau: mong rằng ta sẽ thuyết pháp cho các tỷ kheo tụ tập tại ngôi tịnh xá, chứ không phải một tỷ kheo khác thuyết pháp cho các tỷ kheo tụ tập tại ngôi tịnh xá. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra một tỷ kheo khác thuyết pháp cho các tỷ kheo tụ tập tại ngôi tịnh xá, còn tỷ kheo ấy không thuyết pháp cho các tỷ kheo tụ tập tại ngôi tịnh xá. Tỷ kheo này nghĩ rằng một tỷ kheo khác thuyết pháp cho các tỷ kheo tụ tập tại ngôi tịnh xá, còn ta không thuyết pháp cho các tỷ kheo tụ tập tại ngôi tịnh xá. Do đó vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn cả hai thuộc về cấu uế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra ở đây một tỷ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau: mong rằng các tỷ kheo cung kính tôn trọng lễ bái cúng dường ta. Các vị tỷ kheo chớ có cung kính tôn trọng lễ bái cúng dường một tỷ kheo khác. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra các tỷ kheo cung kính tôn trọng lễ bái cúng dường một tỷ kheo khác. Các tỷ kheo không cung kính tôn trọng lễ bái cúng dường tỷ kheo ấy. Tỷ kheo này nghĩ rằng các tỷ kheo cung kính tôn trọng lễ bái cúng dường một tỷ kheo khác, chứ không cung kính tôn trọng lễ bái cúng dường ta. Do đó vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn cả hai thuộc về cấu uế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra ở đây một tỷ kheo khởi lên ý muốn như sau: mong rằng các tỷ kheo ni vân vân như trên, vân vân các nam cư sĩ vân vân như trên, vân vân các nữ cư sĩ cung kính tôn trọng lễ bái cúng dường ta. Các nữ cư sĩ không cung kính tôn trọng lễ bái cúng dường một tỷ kheo khác. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra các nữ cư sĩ cung kính tôn trọng lễ bái cúng dường một tỷ kheo khác. Các cư sĩ không cung kính tôn trọng lễ bái cúng dường tỷ kheo ấy. Tỷ kheo này nghĩ rằng các nữ cư sĩ cung kính tôn trọng lễ bái cúng dường một tỷ kheo khác. Các nữ cư sĩ không cung kính tôn trọng lễ bái cúng dường ta. Do vậy vị này trở nên phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn cả hai thuộc về cấu uế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra ở đây một tỷ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau: mong rằng ta nhận được các y phục tối thắng. Tỷ kheo khác không nhận được các y phục tối thắng. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra một tỷ kheo khác nhận được các y phục tối thắng. Tỷ kheo ấy không nhận được các y phục tối thắng. Tỷ kheo này nghĩ rằng một tỷ kheo khác nhận được các y phục tối thắng, ta không nhận được các y phục tối thắng. Do đó vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn cả hai thuộc về cấu uế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra ở đây một tỷ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau: mong rằng ta nhận được các đồ ăn khất thực tối thắng, vân vân như trên, các sàn tọa tối thắng, các dược phẩm trị bệnh tối thắng. Các tỷ kheo khác không nhận được các dược phẩm trị bệnh tối thắng. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra một tỷ kheo khác nhận được các dược phẩm trị bệnh tối thắng, còn tỷ kheo ấy không nhận được các dược phẩm trị bệnh tối thắng. Tỷ kheo này nghĩ rằng một tỷ kheo khác nhận được các dược phẩm trị bệnh tối thắng, còn ta không nhận được các dược phẩm trị bệnh tối thắng. Do đó vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn cả hai thuộc về cấu uế. Này hiền giả, đối với tỷ kheo nào các ác bất thiện pháp cảnh giới của dục này còn được thấy và nghe là chưa được diệt trừ. Nếu tỷ kheo ấy là vị sống trong rừng núi tại các trú xứ xa vắng, sống hạnh khất thực, thứ lớp khất thực từng nhà một, theo hạnh mang phấn tảo y, mặc y phục thô xấu, thời các đồng phạm hạnh không cung kính tôn trọng lễ bái cúng dường tỷ kheo ấy. Vì sao vậy? Vì các bậc tôn giả này còn được thấy và còn được nghe các
Alo. À, rồi, alo. Dạ, con kính tri ân sư ạ. À. Dạ, con xin đọc tiếp. Này hiền giả, ví như một bát bằng đồng mang từ chợ về hay từ nhà người thợ rèn về. Bát ấy thanh tịnh, sạch sẽ, nhưng người chủ của bát ấy đựng đầy bát với xác rắn, xác chó hay xác người, đậy lại với một cái bát bằng đồng khác, mang về hàng chợ lại. Có người thấy vậy bèn hỏi, bạn mang cái gì có vẻ đẹp, có vẻ đẹp đẽ, ngon lành vậy? Khi cầm cái bát lên, mở ra và nhìn vào thì người ấy không ưa thích khởi lên, sự ghê tởm khởi lên và sự yếm mố khởi lên, những người đói còn chưa muốn ăn, các thứ ấy huống chi là những người đã no. Này hiền giả, đối với các tỷ kheo nào, các ác bất thiện pháp, cảnh giới của dục này còn được thấy và được nghe là chưa được diệt trừ. Nếu tỷ kheo ấy là vị sống trong rừng núi tại các trú xứ xa vắng, sống hạnh khất thực thứ lớp, khất thực từng nhà một, theo hạnh mang phấn tạo y, mặc y phục thô xấu, thời các đồng phạm hạnh không cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường. Tỷ kheo ấy vì sao vậy? Vì các bậc tôn giả này còn được thấy và còn được nghe các ác bất thiện pháp, cảnh giới của dục này chưa được diệt trừ. Này hiền giả, đối với tỷ kheo nào mà các ác bất thiện pháp, cảnh giới của dục này được thấy và được nghe là đã diệt trừ, nếu tỷ kheo ấy sống gần làng mạc, chấp dựng biệt thỉnh thực, mang y người gia chủ cúng, thời các đồng phạm hạnh cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường. Vị tỷ kheo ấy vì sao vậy? Vì các bậc tôn giả này được thấy và được nghe các ác bất thiện pháp, cảnh giới của dục của các tỷ kheo ấy đã được diệt trừ. Này hiền giả, ví như một bát bằng đồng mang từ chợ về hay từ nhà người thợ rèn về, bát ấy thanh tịnh, sạch sẽ, người chủ cái bát ấy đựng đầy với gạo ngon, cơm lành, các hộp đen đã lấy ra, các loại đồ ăn đậy lại với một cái bát đồng khác rồi mang về hàng chợ lại. Các người thấy vậy bèn hỏi, bạn mang cái gì có vẻ đẹp đẽ ngon lành vậy? Khi cầm cái bát lên, mở ra và nhìn vào thì đối với người ấy ưa thích khởi lên, sự không ghê tởm khởi lên, sự không yếm ố khởi lên, người no còn muốn ăn các thứ ấy, huống chi nữa là người đói. Này hiền giả, cũng vậy, đối với vị tỷ kheo nào mà các ác bất thiện pháp, cảnh giới của dục này được thấy và được nghe là đã diệt trừ, nếu tỷ kheo ấy sống ở biên giới gần làng mạc, chấp nhận biệt thỉnh thực, mang y người gia chủ cúng, thời các đồng phạm hạnh cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường tỷ kheo ấy, vì sao vậy? Vì các bậc tôn giả này được thấy và được nghe các ác bất thiện pháp, cảnh giới của dục này đã được diệt trừ. 024. Những tư tưởng lớn gặp nhau. Tôn giả Maha Moggallana, sau khi nghe tôn giả Sariputta đã nói một thí dụ về hai người cùng nghề và giỏi như nhau. Khi người này nhìn người kia đẻ một vành xe, cả hai đều giống nhau trong ý nghĩ cái gì nên làm, một thí dụ để tán thán pháp được giảng và tán thán người giảng pháp. Chánh kinh. Được hỏi như vậy, tôn giả Maha Moggallana thưa với tôn giả Sariputta, này hiền giả Sariputta, một ví dụ khởi lên cho tôi. Hiền giả Moggallana, hãy nói lên ví dụ ấy. Hiền giả, một thời tôi ở thành Vương Xá. Hiền giả, một thời tôi ở thành Vương Xá tại Giri Bá Giá. Này hiền giả, rồi tôi đắp y vào buổi sáng, mang theo y bát vào thành Vương Xá để khất thực. Lúc bấy giờ, Sá Mi Tý, có một người làm xe đang đẻ một vành xe và tà mạng ngoại đạo Panh Đức Phích Tá. Trước là con của một người làm xe đang đứng một bên, rồi tà mạng ngoại đạo Bích Tá. Trước là con một người làm xe khởi lên ý nghĩ như sau: mong rằng Sá Mi Tý, con người thợ xe, hãy đẻo con đường cong này, đường méo này và các
mắt gỗ này để vành xe này không có cong, không có đường méo, không có mắt gỗ, được trơn tru và được đặt vào trong trục chính. Này hiền giả Tà Mạ ngoại đạo Pandupitta, trước là con một người làm xe, suy nghĩ như thế nào thời đúng như vậy. Samiti, con người làm xe đẽo đường cong này, đường méo này và các mắt gỗ này của vành xe ấy. Này hiền giả Tà Mạ ngoại đạo Pandupitta, trước là con người làm xe hoan hỷ, nói lên lời hoan hỷ như sau: hình như người này đang đẽo vành xe ấy như là với tâm của anh ta biết được tâm của ta vậy. Này hiền giả, những ai không có lòng tin vì mục đích sinh sống, không phải vì lòng tin mà xuất gia, sống đời sống vô gia đình, những vị gian ngụy xảo trá khi cuốn, trạo cử kiêu mạng, dao động, lắm lời, tạp thoại, không hộ trì các căn, không tiết độ trong ăn uống, không chú tâm cảnh giác, không tha thiết với hạnh bạc sa môn, không nhiệt thành tôn trọng Phật Pháp, ưa sống sung túc, biến nhát dẫn đầu về đọa lạc, chối bỏ trọng trách sống viễn ly, giải đãi không tinh tấn, lãng quên không chú niệm, không tịnh định tâm, tâm tán loạn, liệt tuệ, đần độn. Tôn giả Sariputta, với pháp môn này như là với tâm của tôn giả biết tâm của những hạng người ấy. Những kẻ thiện nam tử do lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, những vị nào không gian ngụy, không xảo trá, không khi cuốn, không trạo cử, không kiêu mạn, không dao động, không lắm lời, không tạp thoại, hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống, chú tâm cảnh giác, tha thiết với hạnh sa môn, nhiệt thành tôn trọng Phật Pháp, không sống trong sung túc, không biến nhát, bỏ rơi gánh nặng về đọa lạc, dẫn đầu về viễn ly, tinh cần, tinh tấn, nỗ lực, chú tâm cảnh giác, định tâm, nhất tâm, có trí tuệ, không đần độn. Những vị này sau khi nghe pháp môn này của tôn giả Sariputta, hình như đang uống, hình như đang nếm với lời nói và tâm ý thật lành thai. Một vị tôn giả đồng phạm hạnh đã khiến cho vượt khỏi bất thiện và an trú vào chánh thiện. Này hiền giả, ví như một người đàn bà hay một người đàn ông còn đang tuổi trẻ, tánh ưa trang sức, sau khi gội đầu xong, sau khi được một vòng hoa sen xanh, hay một vòng vũ xanh hoa, hay một vòng thiện tư hoa, dùng hai tay cầm lấy vòng ấy và đặt lên đỉnh đầu. Này hiền giả cũng vậy, những thiện nam tử vì lòng tin đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không gian ngụy, vân vân như trên, thật lành thai một tôn giả đồng phạm hạnh đã khiến cho vượt khỏi bất thiện và an trú vào chánh thiện. Như vậy hai vị cao đức ấy cùng nhau thiện thuyết, cùng nhau tùy hỷ. Nam mô Bụt Tha Giá. Chánh kinh đến đây đã hết. Con xin được cung kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân Từ Bi giảng dị giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thamaya, Nam mô Sankhaya. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Tọa Minh Hạnh, Đức Pháp Tính, Đức Tuệ Tri, cùng Sinh Thông, cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn cô Phong Lan đã đọc bài chánh kinh hôm nay. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta học cái bài kinh Không Quế Nhiễm. Nói đến quế nhiễm ở đây đó là tức là từ nội lòng sinh lên những cái pháp ác bất thiện pháp. Cái thứ hai nữa đó là nói đến quế nhiễm là nói đến những cái đời sống hàng ngày. Nếu như mà mình không khéo tác ý, không khéo xử sự đối với cảnh á, thì từ đó quế nhiễm có thể sanh khởi lên. Thì trước tiên đó là Đức Phật, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài trình bày về bốn cái hạng người. Ở đây đó là cái hạng người thứ nhất, đó là hạng người có cấu quế, nhưng mà ở trong là không tự biết được là mình, nội thân mình đang có cấu quế.
Cái hạng thứ hai là cái người có cấu quế, và người đó biết rằng trong nội thân mình đang có cấu quế. Và hạng người thứ ba đó là hạng người không có cấu quế, nhưng mà cũng không biết mình là nội thân mình đang không có cấu quế. Và hạng thứ tư đó là hạng không có cấu quế, nhưng mà người đó biết rằng mình nội thân mình không có cấu quế. Thì ở đây đó thì nói đến bốn hạng người này đó, tức là chúng ta thấy rằng là cái hai hạng, cái hạng thứ nhất đó là mình có cấu quế nhưng mà mình biết mình có cấu quế, và cái hạng thứ hai đó là không có cấu quế và mình biết rằng mình không có cấu quế, thì hạng đó là hạng thù thắng. Nhưng mà cái hạng mà không có có cấu quế nhưng mà không biết mình có cấu quế, và cái hạng thứ ba là người đó không có cấu quế nhưng mà cũng không biết mình là không có cấu quế, thì cái hạng đó là những cái hạng người gọi là hạ liệt. Thì ở đây trong cái sự ví dụ mà ngài Xá Lợi Phất ngài nói đó, là ví dụ như là một người mà có cấu quế á, cái người mà có cấu quế đó, tức là khi mà cái người đó họ có cấu quế như vậy nhưng mà họ không biết rằng họ đang không có cấu quế, họ không biết rằng họ đang có cấu quế đó, thì cái người đó họ không thể nào mà có được cái sự tinh tấn. Bởi vì sao? Ở đây đó thì chúng ta thấy rằng là nếu mà mình biết ở trong nội lòng của mình đang có tham, đang có sân, đang có si, đang có ganh tị tật đố, hay là có những cái pháp bất thiện như vậy, thì mình biết cái sự nguy hại do cái cấu quế như vậy đó, thì cái người đó họ mới có thể có tinh tấn để cố để diệt trừ những cái điều đó. Cho nên là khi mà mình có cấu quế mà không biết mình có cấu quế đó, thì cái này nó thật sự là cái mà đưa đến cái giống như là ngày Xá Lợi Phất ngày nói, giống như là cái bát mà nó bị dính bụi rồi thảy vô trong chỗ bụi nữa đó, thì rõ ràng là cái bát đó nó không thể nào mà sạch được, cái bát nào không thể sạch được. Như vậy thì cái người mà có cấu quế mà không biết mình có cấu quế á, thì cũng không thể nào mà mình có được cái sự tinh tấn để tìm cái cách tu tập hay là để diệt trừ những cái có cấu quế đó. Và cái hạng nữa đó là nói đến cái người mà bây giờ mình nói là cái người mà không có cấu quế mà họ cũng không biết nữa, tức là cái tâm của họ không nhận ra, tức là nội thân của họ không nhận ra về những cái hành trạng của mình, ngay cả cái việc mà mình không có những cái pháp cấu quế đó nhưng mà mình cũng không nhận ra nữa, thì cái đó nó cũng không phải là cái tốt. Thí dụ như là cái bát mà nó không có cái bụi bặm, mà nếu mà thảy vô cái chỗ bụi bặm đó thì nó cũng phải dính bụi thôi. Và ở đây đó chúng ta thấy cái hạng thứ ba có thể nói rằng là thứ hai đó là nói thứ ba đó là nói rằng một cái hạng người mà mình có cấu quế nhưng mà mình biết rằng mình có cấu quế. Thì quý vị biết rằng khi mà mình biết rằng mình có cấu quế, tức là có những cái pháp bất thiện từ ở nội tâm á, thì mình mới có tìm cách mình tinh tấn, mình tu tập để loại trừ nó, và cái hạng thứ tư á, là có thể nói rằng cái người đó họ không có cấu quế đâu, và họ nhận biết rằng rõ ràng là mình không có tham, không có sân, có si, giống như chơn như thật vậy đó, biết rõ như vậy. Tức là cái nội thân của mình, nội tâm của mình ra sao thì vì đó biết rõ. Mà ngay cả cái việc mà một người mà chính cái người đó họ không có cấu quế, thì họ nhận thức được rằng họ không có cái cấu quế, thì cái điều này nó tốt. Tốt là ở chỗ là cái người đó đó họ vẫn cố gắng để tinh tấn, để mà họ trao dồi cho họ, và họ nhận biết rằng cái nào nó thuộc về cấu quế, cái nào nó không thuộc về cấu quế.
thì vị đó biết rõ, giống như cái bát sạch mà để một cái nơi nó sạch nữa, nó không có bị bụi bặm nó bám vào đó, thì cái bát đó trước sau thì cũng gọi là cái bát sạch. Cái bát sạch thì ở đây đó, khi mà nói đến cái hành trạng của cấu quế đó, thì nó có những cái trường hợp mà được gọi là cấu quế, được gọi là cấu quế. Thứ nhất đó là nói đến là thí dụ như một cái vị tỳ kheo mà mình sống trong cái hội chúng vậy đó, mà mình có phạm lỗi, mình có phạm lỗi, tức là mình phạm giới trọng hay là giới kinh gì đó, nhưng mà mình mong rằng các vị tỳ kheo khác xung quanh, tức là những vị bạn đồng phạm hạnh của mình đừng biết, không biết. Và như vậy đó thì cái vị tỳ kheo đó đó là họ cũng gọi là họ cứ lầm lỗi ở trong cái việc làm của họ, ở trong cái lầm lỗi ở trong cái việc làm của họ. Và do đấy thì khi mà có một người mà do đó đó, cái người này đó khi mà bị vị này là trở thành cái sự nếu mà những vị vào phạm đồng phạm hạnh mà biết được những cái vị đó đó, bởi vì cái người đó họ phạm, nhưng mà họ mong rằng những cái người xung quanh của họ, tức là những vị tỳ kheo đồng phạm hạnh, đừng có biết đến những cái lỗi lầm của họ. Mà một khi được biết ra đó thì họ đem lòng khó chịu, phẫn nộ. Thì chúng ta biết rằng ví dụ như mình có lỗi mà mình mong rằng là những cái người khác đừng biết, nhưng mà rồi khi mà người khác họ biết được đó, thì rõ ràng là khi mình nói rằng cái người, cho rằng cái người đó là như thế này thế nọ, để rồi là mình phẫn nộ hay bất mãn với người đó. Trong kinh thì cũng có thể nói rằng mình phẫn nộ, một người mà phẫn nộ, phẫn nộ tức là sự sân giận, tức tối, bực bội, hoặc là do mình suy nghĩ rằng cái lỗi lầm của mình là người đó biết như vậy, cho nên là mình sanh lòng phẫn nộ, rồi mình bất mãn là không có thể mà kính nể, hay là mình biết gìn giữ, hay là biết hộ trì các cái đời sống tu tập của mình ở các căn. Cái trường hợp nữa đó là vị tỳ kheo khi mà phạm tội như vậy, phạm tội như vậy tức là phạm giới như vậy đó, thì các tỳ kheo ấy quở trách, mong rằng các vị tỳ kheo nếu có quở trách đó, thì cái quở trách ở nơi cái kính đáo. Thì chúng ta cũng biết đó là rõ ràng thì một người đó là mình có một cái tự ái, nhưng mà chính vì cái việc mà công khai, tức là vị tỳ kheo đó khi mà nhận biết rằng cái người đó có lỗi, và nếu mà người đó nhận biết rằng mình có lỗi thì phải xử phạt theo cái một cái nơi, tức là một cái chỗ được cái sự tăng chúng chỉ định, và ở một cái chỗ nơi mà có được cái sự đồng thuận của tăng chúng. Ở đằng này đó là khi mà mong muốn rằng các vị tỳ kheo đừng có xử mình á, thì xử nơi kín đáo đó, nhưng mà đằng này á, thì chư tỳ kheo á, là quở trách mình á, thì quở trách rõ ràng không phải là cái nơi kín đáo, mà cũng không phải là cái nơi mà giữa đại chúng, nhưng mà trong đó có cái sự hiện diện của tăng chúng, hiện diện của tăng chúng. Thì khi mà bị như vậy đó thì cái vị đó cảm thấy là phẫn nộ và bất mãn này. Thì ở trong nội lòng á, nó cũng có thể sinh ra, thí dụ như mình bất mãn ai, hay là mình khó chịu với một người nào đó, thì tự ở trong cái tâm của người đó khởi lên những cái sự phẫn nộ, mặc dù là người khác không làm gì xúc phạm gì đến mình, hoặc là không nói năng gì tới mình, nhưng mà có cái là cái người mà do rằng là nghĩ rằng người khác quở trách mình, không phải là một cái nơi mà
kín đáo, cho nên là người đó sinh ra cái sự bất mãn. Cái thứ ba nữa đó là ở đây đó là nói đến một vị tỳ kheo khi mà đồng đẳng hay không đồng đẳng, không đồng đẳng, vị tỳ kheo đồng đẳng, tức là một vị tỳ kheo đồng đẳng chứ không phải là vị tỳ kheo không đồng đẳng. Tức là nếu mà một người có chỉ trích mình thì vị kheo đồng đẳng. Đồng đẳng có nghĩa là cái sự ngang với nhau. Bởi vì chúng ta thấy rằng nhiều khi mình nhịn với cái người mà mình dễ chịu, hay là mình nhẫn nhịn với cái người mà lớn hơn mình thì dễ nhẫn nhịn hơn. Nhưng mà cái người mà nhỏ hơn mình thì cái người đó họ khó nhẫn nhịn hơn, vì nghĩ đó là người đó là, ví dụ như trong 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 đời sống tu tập á, nó là cái vị này là mới tu tập mà tại sao phải quở trách mình, tại sao phải phải nói mình như thế này thế nọ. Bởi vì mong rằng những cái người đồng đẳng, tức là những người ngang với nhau, về đâu là cái người không đồng đẳng, tức là những người thấp hơn mình. Và nếu mà một vị tỳ kheo phẫn nộ với những vị tân tỳ kheo khi mà thấy được cái lỗi của mình, chỉ cho mình biết những cái lỗi như vậy, thì cái người đó họ lại sanh lòng ra phẫn nộ hay là bất mãn, thì từ ở trong cái tâm nó cũng sinh ra. Thì chúng ta thấy rằng là khi một người mà bất mãn hay là một người sân hận á, thì cũng không phải nhất thiết là cái người đó phải xúc phạm gì mình, làm gì mình, nhưng mà do cái tâm của mình, do một cái tâm của một cái người đó, họ dễ dàng sanh ra cái sự phẫn nộ một khi một cái điều gì mà làm không đúng ý họ, hay là trái ý nghịch lòng, cho nên là họ sanh ra cái sự bất mãn. Nhưng mà quý vị biết rằng đó là nếu một người mà nhìn được cái lỗi, biết cái lỗi của mình á, mình chữa, hay là có một người nào đó mà chỉ cho chúng ta những cái lỗi á, thì chúng ta phải giống như là một cái người phải biết cảm ơn, và hay hoặc là mình phải biết nhìn nhận được cái nhận thức được cái lỗi của mình, thì mình ăn năn mình sửa đổi á, thì nó có được cái sự tiến bộ. Còn nếu như một người mà cứ cố chấp cho rằng cái người đó là thấp hơn mình, hay là người đó nhỏ hơn mình, hay là người đó không ấy á, thì cho nên là sanh lòng phẫn nộ. Mà chính vì mình sanh lòng phẫn nộ hay bất mãn như vậy đó, thì cái việc mà mình để trở thành một cái người tốt á, trở lại nó khó. Hoặc là mình sanh lòng bất mãn thì tức là mình có cái sự xa cách, có cái sự xa cách đối với tăng chúng. Mà có cái sự xa cách với tăng chúng á, đó là cái mối nguy hại cho cái đời sống tu tập của mình. Bởi vì mặc dù là chúng ta cũng biết đó là tu á là cái sự nỗ lực là chính, nhưng mà bên cạnh mình á, thì còn có những cái vị mà đồng phạm hạnh. Từ cái vị mà những cái gì hình ảnh của những vị đồng phạm hạnh đó đó trở thành cái niềm tin cho mình vững chắc, và cái sự tinh tấn của mình á, trong thiện pháp á, mình lại càng tinh tấn hơn. Còn nếu như mà mình không có gần gũi những bạn đồng phạm hạnh hay là những bậc thiện trí thức á, thì rõ ràng là nó có những cái sự trở ngại. Và cái trường hợp kế tiếp nữa đó là nói đến cái trường hợp thứ tư đó là nếu mà một việc nó xảy ra, sự việc nó xảy ra đó, vị tỳ kheo mong muốn đạo sư hỏi vị ấy nhiều lần trong giảng pháp của một vị tỳ kheo mà không hỏi một vị tỳ kheo khác. Nhưng sự tình này á, thì nó trái lại, tức là có khi thì một vị thầy hay một bậc đạo sư, mình nói đây một bậc đạo sư tức là Đức Phật hay là những cái vị thầy của mình mong rằng hỏi mình nhiều hơn là những vị khác, nhưng mà ngược lại đó là cái người thầy của mình hay là bậc đạo sư đó hỏi cái vị tỳ kheo khác nhiều hơn, thì mình cũng lại sanh lòng phẫn nộ nè. Ở đây đó chúng ta thấy nhiều khi là trong cái sự ganh tị, trong cái tâm ganh tị, tật đố, không muốn, tức là ganh tị đó là không muốn người khác hơn mình, hay hoặc là không muốn không muốn mình bị mất cái gì trong cái sự keo kiệt bỏng sẻn. Vì như vậy đó thì khi mà một bậc đạo sư hỏi hỏi cái vị khác nhiều hơn, hỏi mình, hỏi vị khác nhiều hơn không hỏi mình, thì mình cũng sanh lòng phẫn nộ. Ở đây đó chúng ta thấy rằng cái điều mà
từ ở cái tâm bất thiện có thể dễ dàng, từ những cái khía cạnh tuy nhỏ thôi, nhưng mà nếu như mà mình không khéo tác ý đó, không khéo suy xét đó, thì từ đó cái pháp bất thiện, tức là cái phần cái quế nhiễm, nó có thể sanh khởi lên. Vì vậy cho nên cái khía cạnh đó cũng là nói đến cái điều mà thí dụ như chúng ta thấy rằng học Phật pháp cũng vậy, hay là hành Phật pháp cũng vậy, trong đời sống hàng ngày nó hết sức là đơn giản, mà chuyện những cái việc đó nó diễn ra hàng ngày ở trong đời sống, chúng ta tránh né nó cũng không được. Nhưng mà nếu như chúng ta nhìn nhận với cái hoàn cảnh sống đó, mà chúng ta có một cái tâm bất thiện nó sanh khởi lên, thì đó cũng là một trong những cái điều không tốt, làm cho cái pháp bất thiện cấu quế ở trong nội tâm sanh khởi lên. Cái điều nữa là một vị tỷ kheo mong muốn các vị tỷ kheo khác đó, mong muốn các vị tỳ kheo khác á, đi trước trong khi á, để vị này đi trước trong khi đi vào để dùng cơm, hay hoặc là mà để vị tỳ kheo khác ở đây đó. Thì nhiều khi rồi chúng ta biết cái tôi của mình nó lớn lắm, cái tôi của mình nó lớn, nhiều khi mặc dù là ở đây đó chúng ta thấy rằng trong luật ấy, thì rõ ràng là ở bên ngoài người ta nói cái câu là ăn coi nồi ngồi coi hướng. Ở trong Phật pháp cũng vậy, tự vị tỷ kheo biết rằng mình ở vị trí nào, hạ lạp ra sao, ở vị trí nào thì mình biết cái vị trí đó để mà mình ngồi. Có những vị đó thì chúng ta thấy là nhiều khi rồi thấy những vị nhỏ đi trước mình thì mình sanh lòng phẫn nộ, nó cũng là những cái phiền não nữa. Phiền não cũng từ nó tìm ẩn từ đó mà nó sanh khởi lên. Cho nên là cái sanh lòng là phẫn nộ hay là bất mãn đối với lời tăng chúng, bất mãn những cái người nào, thì từ đó cái tâm bất thiện nó cũng tới sanh khởi lên. Cái trường hợp nữa là một vị tỷ kheo mong rằng cái chỗ ăn chỗ ngồi của mình, ăn uống của mình, đi khất thực, chỗ ăn ở của mình đi khất thực là tốt nhất. Nhưng mà sự tình nó có thể xảy ra là một vị tỳ kheo khác á, mà không phải vị này đó, do vậy không phải cái người đó đó, cho nên là vị tỳ kheo này sanh lòng phẫn nộ. Chúng ta biết rằng trong cái cuộc sống đó, thì nó có những cái mà khi ăn uống khất thực đó, chúng ta đòi hỏi rằng là mình phải như thế này, phải như thế nọ, phải được cái chỗ tốt nhất. Mình mà cái chỗ không tốt thì tự động mình, hoặc là cái người khác được cái chỗ tốt, mình không được cái chỗ tốt, thì sanh lòng ra phẫn nộ, cũng từ đó cái pháp bất thiện nó sanh khởi lên. Cái việc mà đi khất thực cũng vậy, cái việc ngồi ăn uống cũng vậy. Mặc dù là trong luật Đức Phật ban hành là khi mà hành tăng sự cũng biết gì lớn gì nhỏ, rồi cái việc mà thọ thực trong đời sống hàng ngày cũng biết lớn nhỏ, rồi là đi khất thực cũng biết lớn nhỏ, và thọ dụng các cái vật thực cũng lớn nhỏ, biết rõ như vậy. Nhưng mà nếu mà có một ai đó, có một người nào đó mà được cái chỗ tốt nhất hơn mình trong cái việc đi khất thực, thì sanh ra lòng phẫn nộ, nó cũng là một trong những cái pháp bất thiện nó sanh khởi. Cái trường hợp kế tiếp nữa đó là nói rằng một vị tỳ kheo mong rằng tại chỗ ăn, sau khi ăn xong vị này sẽ thuyết tỳ hỷ pháp, mà không phải vị tỳ kheo khác thuyết. Thí dụ là mình nghĩ rằng mình thuyết pháp, thí dụ như sau khi thọ thực xong thì thường thường hoặc là trước khi thọ dụng thì chư tỳ kheo có một vị đó là lớn hạ, hay là một vị vào vị trí một vị nào đó đại diện cho chư tăng này, sách tấn cho hàng cư sĩ, sách tấn niềm tin cho hàng cư sĩ, hoặc là nói một cái thời pháp ngắn nhằm sách tấn động viên khích lệ, nhằm để mà dung bồi cái niềm tin cho những người cư sĩ. Nhưng mà thay vì cái người đó, vị đó họ nghĩ rằng mình được thuyết những điều đó, nhưng mà người khác thuyết ấy, thì mình sanh lòng phẫn nộ, bất mãn. Nó cũng là trong cái khía cạnh trong đời sống hàng ngày, nhưng mà sanh lòng bất mãn, phẫn nộ
thì từ đó cái cấu quế nó có thể sanh khởi, cấu quế nó có thể sanh khởi. Và khía cạnh nữa đó, một cái trường hợp nữa đó là một vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo mong muốn rằng là mình thuyết pháp á, thuyết pháp cho vị tỳ kheo tu tập tại ngôi tịnh xá chứ không phải là người khác. Ví dụ như quý vị biết rằng là cái việc mà không nhất thiết là mình phải làm cái việc này hoặc là làm việc kia. Chúng ta thấy rằng là nhiều khi đó là nghĩ rằng là thay vì mình nói pháp đến một cái tại một cái nơi tu tập nào đó mà bây giờ một vị khác nói, thì mình cái người đó, cái vị đó đó sanh lòng phẫn nộ, sanh lòng phẫn nộ. Tức là ở đây chúng tôi nghĩ rằng Ngài Xá Lợi Phất dạy ở trong cái đời sống tu tập hàng ngày, trong đời sống tu tập hàng ngày, và những cái việc này nó luôn luôn diễn ra ở trong cái đời sống hàng ngày của các vị tỳ kheo, của các vị tỳ kheo. Cho nên là khi mà mình nghĩ rằng là đáng lẽ là mình phải thuyết pháp một cái nơi tu tập đó, nhưng mà một vị khác thuyết pháp thì cái vị đó sanh lòng phẫn nộ, cái người đó sanh lòng phẫn nộ, thì nó cũng không phải là một cái điều tốt. Từ đó các pháp cấu quế bất thiện nó có thể sanh khởi lên. Rồi một trường hợp nữa đó là một tỳ kheo mong muốn rằng là mong muốn là thuyết pháp cho tỳ kheo ni. Sự thật ra thế thì chúng ta nói cái điều này nó liên quan đến cái đời sống hàng ngày. Ngày xưa thì có tỳ kheo ni đó, có tỳ kheo ni đó, thì như chúng ta cũng biết đó là cái việc mà một vị khi nào mà đi đến cái chỗ tỳ kheo ni, khi có những cái việc cần thiết và khi đi như vậy đó thì cần có những vị tỳ kheo đồng đi chung cùng, và khi thuyết pháp như vậy thì thường thường là những vị lớn, những vị trưởng lão, những vị đã có dày dặn ở trong cái đời sống tu tập, kinh nghiệm trong cái đời sống tu tập. Và một khía cạnh, một trường hợp nữa là một vị tỳ kheo mong muốn các vị tỳ kheo khác cung kính lễ bái hay là cúng dường mình, nhưng sự việc nó không phải là như vậy. Nghĩ rằng là bởi vì có một vị tỳ kheo khác được cung kính, được lễ bái, được tôn trọng như vậy, cho nên là mình sinh lòng phẫn nộ. Cái việc mà vì vậy cho nên trong luật á, chúng ta thấy là Phật dạy á, là cái vị nhỏ phải đảnh lễ, chào hỏi, đảnh lễ, làm cái phép pháp của một cái vị, thực hiện một cái pháp của một cái vị nhỏ hạ. Nhưng mà khi mà mình tu tập á, nếu mà mình lớn hạ mà những cái việc mà nó xảy ra như vậy đó, những cái sự việc nó xảy ra như vậy đó mà sanh lòng phẫn nộ á, thì tự động ở nội lòng của mình, nội tâm của mình nó sinh ra những cái pháp cấu quế thôi, sinh ra những cái pháp cấu quế. Cho nên được cung kính, được cúng dường, được tôn trọng, được lễ bái thì không phải là những cái vị đó, chúng tôi nghĩ là không phải là lớn hạ không, mà còn cao hạ không, mà còn là với cái đời sống tu tập của những vị đó. Tức là có phẩm hạnh của một vị tỳ kheo, rồi có một cái việc pháp hành của một vị trưởng lão, tức là thông hiểu kinh luật, rồi giảng dạy kinh luật, hoặc là truyền đạt kinh luật, hoặc là giới hạnh phạm hạnh, thì cái vị đó đáng được tôn trọng và lễ bái. Nhưng mà ví dụ như là nghĩ rằng mình sẽ được lễ bái, nhưng mà đằng này nó không phải như vậy, lễ bái hay là tôn trọng một vị khác ấy, thì cái vị tỳ kheo đó sanh lòng phẫn nộ, thì từ đó cấu quế nó sanh khởi lên, sanh khởi lên. Rồi một vị tỳ kheo mong muốn là tỳ kheo ni hay là nam cư sĩ hay là nữ cư sĩ tôn trọng lễ bái mình. Ở đây nó có thể là chúng ta biết rằng là thì cái việc mà cái phép mà Đức Phật, pháp mà Đức Phật Ngài dạy, một vị tỳ kheo ni cũng biết đảnh lễ, dù là một vị tân tỳ kheo, một vị tân tỳ kheo phải đảnh lễ vị cao tăng tỳ kheo. Rồi những hàng cư sĩ cận sự nam hay luận sự nữ lễ bái cung kính như vậy đó là do cái đức tu của vị đó và cái sự thông hiểu của vị đó về pháp và luật ở trong giáo pháp này, và
việc trình bày theo sống, trình bày và sống giảng dạy theo pháp và luật này. Cho nên là khi mà có một ai đó, có một cái người khác họ đảnh lễ vị khác á, thì cái vị đó sanh lòng phẫn nộ và bất mãn, từ đó bất mãn có quế nó có thể sanh khởi lên, sanh khởi lên. Kế tiếp nữa đó là nói đến một cái trường hợp nữa, đó là một vị tỳ kheo mong muốn rằng nhận được các cái y phục tối thắng, cũng như là những cái sự y phục. Bây giờ là chúng ta cũng biết đó là y phục là một cái nhu cầu cần thiết tối thiểu của một vị tỳ kheo, từ cái việc y phục vật thực, thuốc chữa bệnh, cũng như là trú xứ đó, thì chúng ta thấy rằng đó là những cái phương tiện cần thiết ở trong một vị tỳ kheo. Nhưng mà bây giờ đó chúng ta thấy rằng là một, cũng tùy theo mỗi thời, nhưng mà mình nói rằng dài ba thập niên về trước đó, thì cái việc y phục nó thì việc mà bận giải thô nó là chuyện bình thường, rồi thậm chí là nhuộm là cũng là chuyện bình thường. Nhuộm nhiều khi lấy nghệ nhuộm, nhuộm mận rồi đổ mồ hôi ra thì nó ngứa cũng có. Rồi ngày nay đó, thì chúng ta thấy rằng y phục được đầy đủ, giải sồ được đầy đủ đó, thì cái việc mà chúng ta thấy rằng đó là nhiều khi là mỗi khi đó là không phải mong cầu, mà nếu như chúng ta được dâng cái bộ y để mà mặc ấy, thì dù là xấu hay là tốt gì đi nữa, hay là có dâng cái bộ y tốt cho một vị khác đi nữa, thì cũng không phải vì vậy mà sanh lòng phẫn nộ hay là bất mãn. Bởi vì cái cấu quế phiền não nó cũng dựa vào đó mà nó sanh khởi lên. Bởi vì nếu mà mình không khéo suy xét hay là không khéo tác ý thì phiền não từ đó nó sanh khởi lên. Và cái điều cuối cùng, trong trường hợp cuối cùng á, là một vị tỳ kheo á, là mong nhận được các cái món vật thực tối thắng, cũng là vật thực nữa. Nhưng mà rồi sàn tọ cũng, tức là cái nơi chỗ trú ngụ á, chỗ trú ngụ của mình, cốc liêu, thì chúng ta cũng biết đó là nếu là khách tăng á, thì thường thường là đi đến một cái ngôi chùa nào á, thì sẽ được những vị tỳ kheo thấp hạ ở cái chùa đó, hay hoặc là những vị sa di họ sẽ phục vụ. Nhưng mà rồi đó thì khi mà khất thực đó, khi đi khất thực đó, thì tùy vào cái trường, tùy vào cái hoàn cảnh sống địa phương, rồi có khi đó là được cái vật thực nó thuộc về món ăn thượng vị, mặn ngọt có đủ, cứng mềm cũng có đủ như vậy đó. Có khi thì không được như vậy, cũng đừng nghĩ rằng là mình sẽ là cái người phải luôn luôn được những cái điều mà vật thực tối thắng, tức là món mặn, món ngọt, rồi món cứng, món mềm, thô hay là tế, thì cái vị đó nghĩ rằng mình sẽ được. Nhưng mà không được như vậy thì cũng không phải vì vậy mà cái vị đó sanh lòng phẫn nộ hay bất mãn. Rồi cả cái sàn tọa, tức là cái nơi ở của mình, trú xứ của mình ở, cái cốc liêu nó ra sao, nó cũng chỉ là che nắng che mưa. Nhưng mà lỡ mà có cái cốc nó không được, cái nơi ở mà nó không được tốt đó, thì cũng không phải vì vậy mà sanh lòng phẫn nộ hay là bất mãn. Cũng như là các cái phương tiện thuốc chữa bệnh cũng vậy, được cái sự cúng dường của những người đàn tính là những cái sự hộ độ đó, thì chúng ta thấy rằng là cũng không phải vì vậy. Nếu như chúng ta cứ chúng tôi nghĩ rằng là mình cứ việc tu tập, cứ tạo những cái thiện sự công đức trong đời sống tu tập của mình cho tốt, rồi là tùy thuộc vào phước, phước là có được nhiều thì chúng ta được có những cái mọi cái bốn cái món vật dụng như ý muốn, như ý muốn.
Nhưng mà nếu như mà cái phước chúng ta kém một chút á, thì chúng ta có những cái món vật dụng như y phục, vật thực, trú xứ và thuốc chữa bệnh, phương tiện á, thì thật sự là nó kém một chút. Vì vậy thì mình tin vào cái phước, tin vào cái phước. Mà ở đây đó, nói rằng một vị mà gặp đi khất thực, mà gặp cái vật thực, nghĩ là vật thực tối thắng phải thuộc về mình, rồi cái nơi ở cũng phải thuộc về mình, sàn tỏ tốt cũng thuộc về mình, rồi là dược phẩm chữa bệnh cũng thuộc về mình hết. Mà lỡ như có thuộc người người khác, cái mình sinh lòng phẫn nộ, thì cái đó nó cũng không phải là cái tốt. Phát bất thiện, tức là cái cấu quế nó từ đó mà sanh khởi lên. Thì chúng ta thấy rằng với những cái trường hợp như vậy đó, thì từ đó các cái pháp cấu quế nó có thể sanh khởi lên, từ đó sanh khởi lên. Và ở đây đó là nói rằng một vị tỳ kheo đó, là đối với một vị tỳ kheo bất thiệt pháp hay là cảnh giới dục, còn thấy nghe pháp chưa được diệt trừ, thời các đồng phạm hạnh không cung kính, không tôn trọng, không lễ bái. Ở đây đó là trước nhất là một vị tỳ kheo là phải tự biết rằng mình nên loại bỏ, cố gắng tu tập để loại bỏ về tham dục, về các cái pháp bất thiện. Bởi vì những cái pháp bất thiện mà mình bỏ, từ bỏ cái lời nói, bỏ cái suy nghĩ, hay bỏ những cái hành động bất thiện á, nếu mà tâm mình suy nghĩ hoặc là sống cái đời sống mà cấu quế, thì cái do tham sân si nó sanh khởi đó, thì khó mà được người khác họ tôn trọng kính lễ, hay là không mà được những cái vị bạn đồng phạm hạnh, hay là những vị phạm hạnh là cúng dường, dù là cái vị sống ở trong núi rừng. Thể nói rằng là như cái hình ảnh mà nói rằng cái bác mà, ví dụ là cái bác mà bỏ những xác cái con vật này ở trong kia, xác chó, xác người hay xác thú vật rắn đồ, dỡ cái bác ra, thì thật sự ra thì nói rằng cái người no còn thấy sợ, người đói còn thấy sợ, cũng chi là cái người no. Thì ở đây đó là dù là chúng ta có sống ở nơi phồn hoa đô hội, hay là sống ở nơi thanh vắng đi nữa, nếu mà đời sống phạm hạnh không có, tức là không có tu tập đó, thì đừng có nghĩ rằng là mình sẽ được người khác tôn trọng hay là lễ bái. Thì ở đây là cái hạng người mà mình nói rằng do không tu tập, cho nên cái người đó họ do không có tu tập, cho nên cái người đó họ sống ở đâu cũng vậy, mặc dù hình thức được ở bên ngoài là mình thấy đắp y mang bát, rồi là mình sống ở nơi thanh vắng độc cư, nhưng mà cái tâm của mình bị cấu quế, cái tâm của mình bị rộn rịp, bị tham sân si nó chi phối, hôn trầm thị miên, ganh tị tật đố, rồi rộn rịp á, thì điều đó đừng có nghĩ rằng là người khác hay là bạn đồng phạm hạnh có thể quý trọng, tôn trọng hay là tôn kính. Đối với một vị tỳ kheo á, thì cái thứ hai nữa là đối với một vị tỳ kheo á, các ác bất thiện pháp được loại bỏ, tức là dục về tham dục được loại trừ, sân hận được loại trừ, rồi si mê được loại trừ, ganh trị tật đố được loại trừ, thì tự tốc là cái vị bạn đồng phạm hạnh hay là những người khác họ tự động thấy cái vị đó sống đúng phạm hạnh như vậy, thì họ sẽ tôn trọng, họ sẽ kính lễ, họ sẽ cung kính, họ lễ bái. Thì dù là sống ở đâu đi nữa, thì cái vị đó đó họ luôn luôn được cung kính. Sống ở nơi phồn hoa đô hội hay là sống ở nơi thanh vắng, cả tâm được diễn ly, rồi thân được diễn ly, tức là cái thân mình là không bị sự ràng buộc ở một cái nơi thanh vắng, nhưng mà cái tâm của mình thật sự là diễn ly, tức là không bị những cái tham dục, sân độc, trạo cử, phiền não nó sanh khởi lên, thì đó là tâm diễn ly. Thì cái vị mà sống như vậy đó, thì đáng được những bạn đồng phạm hạnh hay là những người khác họ sẽ tôn trọng kính lễ. Giống như cái bát mà chứa được cái chất thơm ở trong đó, không chứa xác chết mà chứa những cái chất thơm ở trong đó, thì khi mà dở ra
mở cái nắp bát ra đó, thì thấy rằng cái bát đó nó thơm tho cũng như vậy, cũng như là một cái vị mà có đời sống phạm hạnh, dù là sống ở đâu đi nữa thì cái vị đó họ cũng được tôn trọng và kính lễ, giống như là cái bát mà chứa những chất thơm khi dở ra thì mọi người họ cũng thích được ngửi cái mùi đó, được gần gũi cái mùi đó, gần gũi cái bát đó, thì cũng như vậy. Thì ở đây đó thì ngài tôn giả Mục Kiền Liên á, thì ngài mới tán thán tôn giả Sariputta và với cái ví dụ rằng cái người mà làm cái vành xe như là 60 tí, tức là cái người mà làm vành xe đó đó, họ phải đẽo, họ phải gọt làm sao đó, cái bánh xe cho nó ngay ngắn, cho nó tốt, nó tròn, nó khéo, như vậy đó thì cái bánh xe đó là được cái bánh xe đó đó là nó được lăn, được nó được chạy được tốt đó. Thì cũng như vậy, với một cái hình ảnh một cái người mà có trao dồi cái tâm của mình và nhận biết được cái tâm của mình, nhận biết cái tâm là sao, là khi mà có pháp bất thiện, tức là có cấu quế, thì mình biết rằng là mình có cấu quế. Cái hạng người đó là đáng được gọi là thù thắng. Rồi cái hạng người mà không có cấu quế thì mình cũng biết rằng mình không có cấu quế, thì cái hạng người đó là hạng người đáng được tán thán. Còn cái hạng người mà không đáng được tán thán ở đây đó là có cấu quế mà không biết mình có cấu quế. Rồi mình không có cấu quế mà mình cũng không biết rằng mình không có cấu quế, thì cái đó nó nguy hại, nó không làm cho cái đời sống tu hành của mình được tiến bộ. Sự tinh tấn của một cái người tu tập không có là khi mà mình không nhận thức được cái nội lòng của mình, tức là cái tâm của mình nó có cấu quế hay là không. Cho nên hai hạng người gọi là hạ liệt, tức là hạng người mà không có cấu quế mà không biết mình có cấu quế. Cái hạng người thứ hai đó là hạng người không có cấu quế mà cũng không biết mình không có cấu quế, thì cái hạng người đó là hạng người hạ liệt. Và ở đây đó thì khi mà nói đến một cái vị mà xuất gia chân chánh á, thì khi mà nói rằng một cái người mà sống đời sống phạm hạnh này đó, thì mình phải thật sự là phải sống với cái thật sự là chân thật với cái nội tâm của chính mình, nội tâm nội lòng của chính mình, tức là mình biết rằng mình đang có hư ngụy xảo trá hay là kiêu mạn trạo cử gì đó, hay là tâm mình vọng động, hay là mình tham sân si chi khối, mà mình không biết những cái điều đó, thì cái đó, điều đó không biết được là cái tâm mình đang có những cái pháp bất thiện như vậy đó, thì thật sự là dẫn đến cái sự đọa lạc ở trong cái đời sống tu tập của vị đó. Và vị đó mà sau khi mệnh chung á, thì có thể sanh vào trong khổ cảnh. Và cái người thứ hai đó là nói rằng với cái đời sống tu tập của mình á, thì mình luôn luôn có cái lòng tin. Lòng tin ở đây đó là tin ở nơi ân đức của Tam Bảo, tin ở nơi luân hồi nghiệp báo, tin ở nơi cái sự thanh tịnh của tăng chúng và chính bản thân của mình. Khi mà mình không có cấu quế, mình ráng cố gắng tu tập, ráng trau dồi, ráng tinh tấn để loại bỏ dục tư duy, để loại bỏ hận tư duy, để loại bỏ hại tư duy đó. Khi mà mình loại bỏ những cái pháp cấu quế ở nội lòng á, thì tự động là cái vị đó là xứng đáng sống với cái đời sống phạm hạnh, là mình có cái vừa thật sự là có, vừa có cái tâm diễn ly và có cái thân diễn ly. Và cái điều nữa đó là nói rằng một vị tỳ kheo mà xuất gia với cái đời sống mà không gia đình, để xuất gia đời sống không gia đình á, có lòng tin mà xuất gia với đời sống, từ bỏ gia đình sống với đời sống không gia đình á, thì ở đây đó là phải tự tập cho mình, tức là tập làm sao
cho đời sống là không bị phóng dật, không bị kiêu mạn, rồi không có giống như lắm lời, hay là mình nói những cái điều mà giống như là khoe khoang vậy đó, hay là mình luôn luôn có cái sự tiết độ ở trong cái đời sống thọ thực. Bốn cái món vật dụng tiết độ, tức là biết tri túc trong cái bốn cái món vật dụng đó, không để tham cầu, không để gì cái chuyện mà không như ý mình thì sanh ra lòng phẫn nộ. Và như vậy thì cái vị đó do có cái nhiệt tâm, do có cái sự tinh tấn, do có cái sự nỗ lực, và vị ấy được có cái thân diễn ly, tâm diễn ly như vậy, thì vị đấy sớm muộn vị đó cũng sẽ đoạn trừ được phiền não và được cái sự an lạc ở trong cuộc sống. Thì như vậy đó thì cái điều này là Ngài Xá Lợi Phất Ngài đã trình bày những cái pháp để mà gọi là những cái pháp mà cái trường hợp mà liên quan đến cái cấu quế ở nội tâm á. Thì khi mà Ngài giảng như vậy đó thì ở đây đó là hai cái vị tôn giả nói lên những cái lời tùy hỷ và quan hỷ qua cái lời giảng của Ngài Xá Lợi Phất trong cái nội dung của bài kinh này. Thì ở đây đó thì chúng tôi xin nói lại đó là trong nội dung của bài kinh này nói đến những cái trường hợp để sanh ra cấu quế, và trong đó nói đến bốn hạng người. Hạng người thứ nhất là hạng người có cấu quế mà mình không biết mình có cấu quế. Hạng người thứ hai là hạng người có cấu quế nhưng mà mình lại biết được là mình đang có cấu quế. Rồi hạng người thứ ba là không có cấu quế nhưng không biết mình là có cấu quế, không có cấu quế. Hạng người thứ tư đó là hạng người đó là không có cấu quế thì biết rõ rằng mình, nội thân, nội tâm của mình không có cấu quế. Thì cái hai hạng người gọi là thù thắng đó là hạng người mà có cấu quế mà biết mình là có cấu quế. Hạng người thứ tư là hạng người mà không có cấu quế thì mình biết rõ rằng mình không có cấu quế. Hạng người đó là hạng người thù thắng. Còn hạng người gọi là hạ liệt, tức là hạng người bậc hạ liệt đó là hạng người có cấu quế mà mình không biết mình có cấu quế. Và hạng người mà thứ ba, tức là không có cấu quế mà mình cũng không biết mình không có cấu quế, đó là hạng người hạ liệt. Thì chúng tôi xin được chia sẻ cái bài học hôm nay với bấy nhiêu cái ý nghĩa được trình bày, cũng chắc rằng là cũng có những cái nhiều cái nội dung cần trình bày ở trong này nữa, nhưng mà chúng tôi xin trình bày đến đây để dành thời gian trở lại còn lại chư tôn đức sẽ thảo luận để chúng ta hiểu thêm. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng con xin được kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc. Chúng tôi kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thú kính trình chư tòa. Pháp thực bạch chư tòa thầy siêu, chúng tòa có mặt ở trước máy và chúng tòa có nghe được không? Nếu chúng tòa thầy siêu nghe được kính trình chư tòa trả lời cho cô thảo luận số 1. Một lần nữa, dạ vâng. Bạch chư tòa thầy siêu, ở trong bốn hạng người mà tôn giả Xá Lợi Phất Ngài nêu lên ở đây đó, thì có hai hạng người mà Ngài khen, đó là cấu quế, biết mình cấu quế, thanh tịnh, biết mình thanh tịnh. Thì Ngài tán thán hai hạng người đó, tức là hạng người biết được chính mình, dù là cấu quế, thanh tịnh cũng biết. Nhưng mà mình làm sao để mình biết mình được cấu quế? Làm sao gọi là biết mình cấu quế? Mình biết ở trong hiện tại, hay là biết về quá khứ, hay là mình biết bản thân mình thế nào? Tại có nhiều người khi mình nói rằng, ô, coi chừng anh bị phiền não, tôi có phiền não, mà tôi là phàm phu, tôi có phiền não mà. Mà cách nói đó có phải thực sự là mình biết mình cố ý hay không? Hay là chỉ nói cho có nói thôi,
Xin kính thỉnh thưa cầu cho sư. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Phật, kính lễ Pháp, kính lễ Tăng. Kính bạch Thưa Tôn Đức, kính thưa quý vị. Trong câu hỏi thảo luận số 2, nó có hai mệnh đề. Làm thế nào để có thể nhận biết bản thân câu có quế? Và mệnh đề thứ hai là một người thừa nhận là phàm phu thì tất nhiên phải có phiền não. Người mà thừa nhận như vậy đó, có thật sự biết mình có khu quế hay không? Ở đây thưa quý vị, trước hết trong cái mệnh đề đầu là làm sao để biết mình có khổ quế, cái bằng hai cách. Một là có chánh niệm, hai là có trí tuệ, tỉnh giác. Cái chánh niệm và tỉnh giác đó nó sẽ giúp cho mình nhận ra đây là cố quế. Tất nhiên người này nhận ra cái sự cố quế, cố quế đó là đã lên. Cho nên có chánh niệm tỉnh giác là mình được nhận biết quế có nội tâm. Ở trong Pháp Hoa Niệm Xứ Đức Phật cũng đã dạy vị tỳ kheo hành Pháp Hoa Niệm Xứ như là quán về năm triền cái. Vì đó cần phải biết rằng tham dục trước đây không có, bây giờ nó khởi lên ở nơi ta, hay là tham dục không có, biết là không có. Tham dục, dục dục cái ngay trong hiện tại, nó không có mặt, nhưng mà trong tương lai nó sẽ hiện khởi hay là không hiện khởi thì đã biết rõ.
nói một cách khác đó, tức là người ghi nhận bằng cái trí tuệ, ghi nhận nội thân bằng cái trí tuệ để biết là có phiền não hay không có phiền não, thì cái sự ghi nhận chánh niệm và biết cái đó là sự tỉnh giác. Thì cả hai cái pháp này nó sẽ giúp cho chúng ta có thể nhận biết cái sự cấu uế nơi bản thân. Còn trong cái vế thứ hai đó, thì một người thừa nhận mình có phiền não là bởi vì phàm nhân thì ai lại không có phiền não. Cái câu nói này không phải là thật sự biết mình có cố vế, như thế nào mới được gọi là thật sự biết mình có cố vế. Ở đây thưa quý vị, ở trong bài kinh này tôn giả Sariputta đã có giải thích khi một người có cố quế và biết rõ nội tâm ta có cố quế mà có thể người này sẽ khởi lên ước muốn cố gắng tinh tấn để diệt trừ cố quế ấy, thì như vậy mới gọi là thật sự biết mình có cố quế. Cái sự biết mình có cố quế như thế nó mới có lợi ích, mới có tác dụng tu tập. Chứ còn chỉ nói đẩy đưa, nói lẫy hoặc là nói đẩy đưa, hoặc là nói bằng một cách tự hào là mình có phiền não tham sân si, quý vị đừng có nghĩ rằng tại sao lại có sự tự hào rằng mình có quế. Nó dễ lắm thưa quý vị. Cái tự hào này, thí dụ như người thức bên trước quên sao chuyện nóng túi người được kể lệ một cách rất là tự hào, thì rõ ràng người này là người không biết mình có cố quế, không biết cái sự lãng quên đó là một cố quế.
Cho nên đối với cái vế thứ hai này, thì nó có hai pháp để cho giúp cho mình thật sự được gọi là người biết mình có cố quế. Người này có trí tuệ và có sự tinh tấn. Trí tuệ bao giờ cũng làm chủ tình hình, còn cái sự tinh tấn thì có nghĩa là khi biết được phiền não nó đang khởi lên, vị đó có cái sự cố gắng hạ quyết tâm là ta sẽ đoạn trừ cái sự cố quế này. Thì nó tóm lại là làm sao để nhận biết mình có cố quế, làm sao đó có nghĩa là mình có cái sự chánh niệm và tỉnh giác. Còn một người gọi là thật sự biết mình có cố quế để mà tu tập ngăn chặn hay là đoạn trừ, thì người đó phải có trí tuệ để hiểu được cái sự tác hại của cố quế, và phải có sự tinh tấn siêng năng, cố gắng nỗ lực để đoạn trừ. Thì như vậy mới gọi là một người biết mình có cố quế. Ví như thí dụ như một người nghèo họ an phận với cảnh nghèo, thì đó là một cách của cái người lười biếng. Chứ còn nếu một người biết mình nghèo, họ nỗ lực để học tập và làm thêm các cái nghề nghiệp, thì thời gian sau họ sẽ khá lên. Chứ nếu biết và an phận thì như vậy không bao giờ họ có sự tiến bộ được, không bao giờ họ vượt lên được cái cảnh đối nghèo. Đó là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi mà Thượng Tọa Thích Đẳng vừa nêu. Nam Mô Bụt Thầy ạ. Sa thú cái trình Thượng Tọa Thầy Sư, Thượng Tọa Thầy Quyền, Thượng Tọa có trước máy và Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Thầy Quyền nghe được, xin Thượng Tọa hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Một lần nữa xin hỏi Thượng Tọa Thầy Quyền có mặt ở trước máy không? Đại Đức Pháp Tính ơi, Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy, xin Đại Đức Pháp Tính trả lời cho cô thảo luận số 2. Để chúng ta tính thường thường á, chúng ta hay quan trọng vấn đề thiện và ác. Ví dụ mình nói là tránh được làm thân nghiệp bất thiện khẩu nghiệp ác, ý nghiệp ác, thân nghiệp ác chẳng hạn. Nhưng mà ở đây thì ngài không, tôi biết sơ phát ngài không đề cập đến
những cái ác như là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh vân vân, mà ngài đặc biệt, ngài đặc biệt, ngài đề cập đến quý niệm. Nhiều khi những quý niệm đó nó rất là bình thường ở trong đời sống. Mình là một vị tỳ kheo, mình đi chung với vị khác, mình muốn là ăn cơm xong mình thuyết pháp, mình không để cho thuyết pháp mình dẫn mình phiền, cái đó nó liên quan thầm ác hết. Nhưng ngài gọi đó là một quý niệm. Thì như vậy đại hữu tích có thấy rằng trong sự tu tập thì không làm các điều ác ấy, nó tốt rồi, nhưng mà nó cũng chưa đủ phải không? Chúng ta còn phải làm thêm nữa, đúng như vậy không? Cái thỉnh đại hữu tích. Con đánh lễ đến sư phụ Tỳ Xem, thượng tọa, thượng tọa Tỳ Phương, thượng tọa Pháp Tăng, Minh Hạnh Thiên Tôn, những cô các vị thượng nam thượng nữ. Qua câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu lên, thì đối với ở trong cái câu Phật ngôn mà Đức Phật đã dạy, không làm các điều ác, tu tập các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời chư Phật dạy. Thì dựa theo cái lời nói đó, thì con nghĩ rằng một người không làm cái điều ác thì nó đã tốt rồi, nó đã tốt rồi. Nhưng mà song song ở đó, nếu mà mình muốn bảo vệ tâm của mình đừng có làm những cái điều ác đó, thì chúng ta phải trau dồi tu tập những cái hạnh lành. Có nghĩa là chúng ta học hỏi, hoặc là chúng ta tạo thêm những cái thiện pháp gì để cho nó làm cho cái tâm của mình nó không có bị trống, nó không có bị trống. Cũng như ở nhân gian có cái câu mà nhàn cư quy bất thiện đó, thì mình thấy thường thường do mình tu tập, mình luôn luôn mình an trú tâm của mình ở trong tâm từ, hoặc là mình an trú ở trong thiện pháp, thì lúc đó cái tâm cái điều ác mình dễ được tránh xa hơn. Còn nếu mà như mà chúng ta nghĩ rằng mình có những người ta nghĩ rằng thôi tôi không cần tu gì hết, tôi chỉ sống ở nhà thờ cha kính mẹ, thì thật sự ra đó, thì người ta nói một câu như vậy đó, mình nghe nó dễ, nhưng mà nếu mà mình muốn thực hiện đó, nó rất là khó. Mình muốn thực hiện được cái sự mà phụng dưỡng cha mẹ đó, thì mình cũng phải học ở đâu? Mình phải học ở nơi những người xưa, hoặc là chúng ta cũng phải học ở trong cái kinh điển của Đức Phật dạy. Thí dụ như quý vị thấy rằng Đức Phật dạy cho một cái người con khi mà phụng dưỡng cha mẹ, ngoài cái chuyện cho ăn, cho mặc, rồi còn phải đấm bóp thoai thoa chân, rồi chăm sóc cha mẹ lúc trở trời, có nghĩa là cái lúc mà mùa lạnh thì chúng ta tìm cái nước ấm cho cha mẹ tắm, hoặc là lúc nóng thì chúng ta tìm những cái nước mát. Thì chúng tôi nói ra những cái này, đây thì chúng tôi muốn nói ý rằng là mình muốn phụng dưỡng được cái cách đó, thì cũng phải học từ nơi những cái cổ nhân, rồi lúc đó chúng ta mới biết được để mà chúng ta thực hiện. Thì cũng vậy, nếu mà mình muốn mình tránh được cái điều ác, mà mình thấy cái điều ác đó mình sợ, mình không dám làm, mình không dám, mình không có dám thực hiện, hoặc là gần gũi, hoặc là chạm gì, từ đó vững chắc bằng nó không bằng một người mà tránh điều ác mà an trú trong pháp, người ta luôn luôn người ta có cái suy tư về tu tập, cái công việc gì đó của họ, thì họ mới có cái khả năng tránh được cái điều ác đó. Còn thí dụ như trong cái trường hợp mà hồi nãy thượng tọa thí dụ đó, thì những người mà người ta thí dụ như là
trước khi thuyết pháp, hoặc là thuyết pháp trước khi ăn, hoặc là sau khi ăn rồi thuyết pháp, thì cái điều đó nó chỉ là do cái thời gian, hoặc là cái hội chúng mà nó chưa có ổn định, thì chúng ta có thể chúng ta thay đổi. Chứ đối với những cái bậc đó, những cái bậc mà mẫu nghi của thiên hạ đó, thì không có bị bận biệu về cái chuyện mà đời sống ăn uống đồ này kia, nhưng mà do cái thời gian nó thích hợp, cái tâm lý của người nghe thích hợp, thì cái vị đó sẽ thực hiện. Vậy thì ở trong cái câu này nói rằng là mình không làm những cái điều ác là tốt rồi, nhưng mà nếu mà mình chỉ giữ ở mức đó thôi đó, thì nó không được, nó không được, tại vì nó không có bền vững, nó không có chắc chắn. Ngoài mình tránh ra cái thập ác rồi, thì mình phải thực hiện thập thiện, có nghĩa là mình tu tập về thân, tu tập về khẩu, hoặc là tu tập về ý, thì cái điều đó nó sẽ chắc chắn, nó sẽ tránh xa được những cái ác hành do thân khẩu ý, nó vững chắc hơn. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua cái câu thảo luận mà thượng tọa đã nêu lên. Bây giờ thì con xin hỉnh thượng tọa trở lại. Sa thú, xin kiên định hợp tính. Thưa Tòa Thượng Quyền, dạ, sư Tổ Quán Hỷ cho biết rằng có nhiều người cũng biết mình quấy nhiễm. Ví dụ như là họ biết mình tính nóng nảy, nó hay sân. Nhưng mà họ nói rằng tôi sân là tại vì những người đó họ làm sai mình phải sân thôi. Như vậy cái biết đó gọi là có được tính gọi là thực sự biết mình hay không? Hay là một khi mà mình vẫn còn biện hộ, mình vẫn còn thấy lý do để quấy nhiễm, thì mình thực sự chưa biết quấy nhiễm? Xin kính thỉnh sư Tổ Quán Hỷ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Như thưa thầy, chúng được nghe rõ không? Cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, và chúng tâm kính lễ đến Sư Bồ Tỳ Sư Tổ Nhất Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính, Đại Đức Nguyên Thông, Giờ Tòa Sư Tùy Trì, Đại Đức Tùy Trì của Sư Minh Thông. Kính chào quý tu nữ cùng chư Phật tử. Và kính bạch Thượng Tọa, ô thật thì đây là một điều mà khởi sân tâm khởi lên, đó là quỷ nhiễm. Ví dụ cho người ta có sai, người ta đã sai, mình sân là mình cũng sai. Thế đó là thực tế như vậy. Nguyện hộ mình nói rằng cũng như là họ có lỗi trước cho nên buộc tôi phải khởi sinh lên sân, thì cái chuyện đó là chuyện của chúng ta. Nói trên cái lỗi phải ở một cấp độ khác hơn nữa. Cái tính tôi nóng vậy chứ tôi không có cái không có ác tâm, không có ác ý gì đó. Tôi làm hàm hải, tôi ầm ầm đùng đùng chứ không có gì. Cái đó là cũng sai luôn. Thế khi sân tâm khởi lên là chúng ta đã sai. Bởi vì cái lòng sân này nó chính là một cái sự quỷ diệt đối tượng, hay là tôi chỉ tham đắm cái đó chút xíu chứ có chuyện cái gì đâu mà tội lỗi. Cái đó cũng sai luôn. Thế mà tham, ái tham khởi lên, lòng sân nó khởi lên, thì tất cả chúng ta đều là lỗi. Cho nên dù chúng ta có biện bạch như thế nào cũng không bay qua khỏi cái lưới của bất thiện pháp. Bởi vì sân tâm khởi lên. Cho nên vì vậy là một người Phật tử, bởi vì khi mà chúng ta thấy về sân, niệm về tâm, nó quá niệm xứ. Khi sân tâm khởi lên, vì em biết bây giờ sân tâm khởi lên, đây là bất thiện pháp, chúng ta phải động trừ. Chúng ta động trừ cái quấy nhiễm này. Dục tâm khởi lên, chúng ta biết đây là dục tâm khởi lên, rồi không được. Đoạn trừ tầm sân hay tầm khởi lên. Đó chính là cái sự tu tập nó mới được tốt đẹp. Còn tất cả cái sự bạo biện, tất cả cái sự biện hộ hay là như thế này thế kia thì đều là đã sai, lại càng sai hơn nữa. Đây là một điều mà chúng ta nhớ như vậy. Cho nên nhiều khi là cái lý của đời nó khác cái lý của đạo. Mà nói một cách căn bản, tức là cái lời nói và cái tâm của mình nó khác nhau xa. Trong khi chúng ta giận phừng phừng ở trong lòng, tôi không có giận hờn gì hết trơn, tôi không có giận hờn gì hết trơn, trong khi nói ra vậy đâu là mà đụng đụng. Tôi không thích gì hết trơn, tôi không thích. Nhưng điều mà lòng thì rộn ràng, thì đây chính là chúng ta đã
tự che giấu những điều mà sự thật ra. Nếu mà chúng ta sáng suốt, chúng ta tự suy nghĩ chút xíu của chúng ta chối đổi trong lòng ta, à, thì ra là chính tự mình cũng đã lừa mình đó chứ. Chính tự mình cũng đã sai mà không biết mình sai. Đây là một điều đã quấy nhiễm mà không biết mình có sự quấy nhiễm đó. Dầu cho là dục tầm, sân tầm hay là hại tầm vân vân, thì tất cả đó là những ác bất thiện pháp. Mà Phật pháp này, nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp đen kết quả đen, nghiệp vừa trắng vừa đen sẽ kết quả vừa trắng vừa đen. Nó sẽ cấu thành, nó sẽ tạo thành một cái động lực, nó sẽ tạo thành một cái quả dị thục ở trong tương lai, tùy theo cái động lực, cái tâm ác, hay hoặc là cái lời nói ác, hay là cái hành động ác của chúng ta mà thực hiện. Thì vì vậy cho nên là một người tu, chúng ta phải cẩn trọng, chúng ta phải hiểu biết tất cả mọi điều này, nó không phải đơn giản như chúng ta hiểu. Bởi vì cho nên có sự kham nhẫn, phải có sự phòng hộ, tu tập lại như thế. Và kính bạch thượng tọa, đây là cái câu trả lời của chính con. Con kính cung thỉnh thượng tọa quay trở lại nếu có nhiều bằng cử của tôi. Kính cung thỉnh ngài Nam Mô Phật Tài nhé. Sa thủ kính riêng thượng tọa Thế Quyền, bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, còn vài phút khi còn lại, chúng tôi xin được chia sẻ một vài điều liên quan đến bài học ngày hôm nay. Thưa quý vị, thật ra thì một điều mà trong Tam Tạng Pali thường nhắc nhở chúng ta đó là cái khả năng ý thức bằng chánh niệm. Ý thức bằng chánh niệm ở tại đây tức là một cái khả năng nhận biết tương tự như là hồi mình còn nhỏ đó, cơ thể mình có thay đổi hay có bệnh đó, nhiều khi mình không có biết. Nhưng mà khi mình càng lớn lên rồi, mình thường lắng nghe lấy chính mình đó, thì mình dễ dàng nhận ra rằng à, lúc đó mình đang con người mình nó nóng hơn một chút, khó tiêu hơn một chút, nó có những biến chứng trong cơ thể mà mình có thể nhận ra. Thì những cái sự bén nhạy này á, phần lớn là nó do chánh niệm. Và thông thường khi mà chúng ta biết càng sớm thì thưa quý vị, chúng ta càng nhanh chóng để giải quyết những cái vấn đề trước khi mà nó lây lan bộc phát quá mạnh. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là trong cái tình trạng bệnh dịch hiện nay ở Brazil, thưa quý vị. Vào tháng 2 năm nay đó, thì chỉ có một người bị lây nhiễm đi về từ Ý thôi. Và không may cho Brazil là gặp ông Tổng thống. Ông này có cái bệnh rất là cao ngạo. Ông nói rằng cái đó nó không ảnh hưởng, không ăn thua gì hết. Và ông cũng không đưa ra cái biện pháp gì. Thì từ từ con số mà một người bị vào tháng 2 đó, cho đến giờ phút này khi chúng ta đang nói chuyện đó, thì Brazil đã tăng lên tới hơn 1 triệu người bị lây nhiễm. Và đó là một cái đại họa cho đất nước. Và chẳng những vậy mà không có những khoảng cách xã hội mà không đeo khẩu trang đã làm cho tình hình càng lúc càng tệ thêm. Quý biết là trong từ tháng 2 cho đến bây giờ mà hơn 1 triệu người bị là một con số rất là lớn chứ không nhỏ. Lớn lắm. Thì khi mà chúng ta không có khả năng để mà mình nhận diện vấn đề nó sớm vì lý do này hay lý do khác đó, thì thưa quý vị, đúng là một cái đại họa. Một cái đại họa, họa lớn cho bản thân của mình, cho nước nước, cho dân tộc. Chúng ta nói như vậy là thông thường mình có thể biết rất nhiều chuyện về thế gian này, nhưng để có thể biết những gì đang xảy ra ở chính bản thân của mình đó, thì cần một số các điều kiện. Mà có 4 điều mà các vị thiền sư thường đề nghị chúng ta, và chúng tôi xin được nêu lên 4 điều đó. Rồi có thể là chúng ta không có thời giờ để nói sang chuyện khác, thì chúng ta có thể kết thúc bài học ngày hôm nay. Điều thứ nhất là các vị thiền sư tu tập khuyên là chúng ta nên có bạn lành.
Bạn lành tức là những người bạn mà có tu, những người bạn có chánh niệm, những người bạn có cái sự thẳng thắn, để khi nào thấy chúng ta có cái phiền não nào nặng nề, các vị nhắc mình. Thí dụ như, ví dụ như là chúng ta có lúc nào mình trở nên mình dễ ngươi, có lúc nào đó mình bị cái bệnh mình nói nhiều, có lúc nào đó mình không có tinh tấn, thì người bạn đó là người bạn sẽ nhắc cho mình. Thật ra một cái vị thầy, một người bạn mà có cái khả năng để nhắc mình đó, rất có lợi thưa quý vị. Nhất là mình ở trong chùa hội chúng đông đảo, mà có vài vị mà khi thấy mình lui sụp quá, vị đó nhắc. Thật ra một điểm đầu tiên có lợi là vị đó khuyên là chúng ta nên có được bạn lành. Bạn lành nhắc nhở chúng ta vị này rất là tốt. Điểm thứ hai đó là bất cứ một vị tu tập nào nên có cái thời gian sống độc cư. Độc cư tức là sống một mình. Khi mà mình sống chung với mọi người đó, thì mình thường sống với một khuôn mặt đóng kịch rất là đẹp. Giống như mình đi ra đường, mình thường hay ăn diện đẹp đẽ. Nhưng mà khi sống một mình đó, thì mình dùng cái mặt mộc của mình. Mình sống một cách trần trụi với chính bản thân của mình. Và lúc đó mình mới hiểu là mình là ai. Có nhiều khi trong cuộc sống đó, mình không thấy được sự quý nhiệm, không thấy được cái nhược điểm của mình đâu. Nhưng một khi mà mình đi sống một mình rồi bây giờ mình mới thấy, mặc dù mình là một vị pháp sư nổi tiếng, cho dù là mình một người nghĩ là mình có bản lãnh, nhưng mình sống một mình thì mình lại khó chịu. Mình sống một mình không có cái khả năng để tự mình an lạc, mà mình phải cần đến sách vở, cần đến internet, cần tới ngày kia. Phải sống một mình, nó cũng là một cách giúp cho mình hiểu được chính bản thân mình có quý nhiệm hay không. Đó là cái thứ hai mà các vị thiền sư thường thường dạy chúng ta. Và một cái cách thứ ba đó là chúng ta tận dụng những cái cơ hội mà đời sống của chúng ta có cái xáo trộn hay là có sự thiếu thốn. Đức Phật Ngài dạy chúng ta rằng một vị tỳ kheo mà sống có đầy đủ tứ vật dụng, có đầy đủ cái nhu cầu, mà vị đó rất là hiền hòa, rất là từ tốn, thì Như Lai chưa có nói rằng vị đó tốt đâu. Cho đến khi nào mà vị đó đặt ở trong tình trạng sống thiếu thốn. Thí dụ như là cái đời sống mình tổ chức quá tốt, mình có cái am thất rất là thoải mái, thực phẩm Phật tử cúng dường đầy đủ, vào cái đời sống hàng ngày mọi người đều tôn trọng với nhau, được quý tín kính với nhau, thì mình tốt đó, mình khoan tin rằng mình tốt rồi đó. Tại vì mình tốt thì vì mình ở trong môi trường tốt quá. Giống như bây giờ mình ở trong cái điều kiện xứ sở là đi làm dễ kiếm tiền, rồi thì muốn xài thế nào xài, thì chúng ta là người tốt, chưa chắc là chúng ta tốt đâu. Một khi mà chúng ta sống trong hoàn cảnh thiếu thốn khó khăn mà chúng ta vẫn giữ được cái tư cách của mình, thì lúc đó mình mới hiểu là con người mình bản chất mình như vậy. Thành ra cái điểm thứ ba mà các vị thiền sư dạy cho chúng ta rằng hãy nhìn vào chính mình trong những cái hoàn cảnh mà nó gọi là bất bình thường, nó thiếu cái này, nó trật cái kia, trật cái nọ. Ngày thường thì có người cung kính, có người phục vụ, có người thế này thế kia. Bây giờ mình sống ở trong hoàn cảnh mà khó khăn thiếu thốn, lúc đó mình tự hỏi mình con người mình là ai, lúc đó thì mình sẽ hiểu bản thân mình nhiều hơn. Và thưa quý vị, một điểm sau cùng mà các vị khuyên chúng ta đó là để biết chúng ta có quý nhiệm hay không, thì chúng ta nên thường tu tập hơi thở. Dạ, tu tập hơi thở. Một cái điểm rất dễ chịu hiểu là khi nào mà mình ít phiền não đó, thì mình niệm hơi thở rất là dễ. Nhất rồi ngồi xuống nhìn vào hơi thở là chúng ta giữ chánh niệm ngay. Còn khi nào tâm của mình, thí dụ như nó hay giận, hay buồn, hay bực bội, hay này kia, mình vào niệm hơi thở thì cái niệm nó không ổn định. Cái niệm nó có sự liên quan giữa cuộc sống hàng ngày và hơi thở của mình. Thành ra cái hơi thở nó giống như bắt mạch vậy đó. Bác sĩ họ lấy tay họ bắt mạch của mình ở trên cái cườm tay của mình đó. Họ bắt mạch, họ biết cái tim mình ra sao, thì hơi thở là một cách bắt mạch rất là dễ lắm. Người nào mà đã có tu tập rồi thì hiểu rằng cái hơi thở nó là một cái biểu hiện rất là rõ về cái tâm thái của chúng ta. Cái tâm thái mà an lạc á, thì hơi thở nhẹ nhàng. Mà tâm thái mà nặng lòng bất thường, ganh tị, bỏng sẻn, đố kỵ,
mang cá khi vân vân, những cái gì mà chúng ta được nghe ngày sáng Phật kể là đây đó. Một người có tâm trạng như vậy đó thì thưa quý vị, cái hơi thở không bình thường. Và thành ra hơi thở là một cái chỗ bắt mạch rất tốt nội tâm của mình. Và quý vị thử ngồi thiền ban đầu thì nó hơi khó khăn, nhưng mà ngồi quen rồi đó thì quý vị sẽ thấy rằng sống với hơi thở đó mình biết nhiều về cuộc sống mình thật. Gọi là lắng nghe với chính mình. Mặc dù người ta nghĩ rằng mình niệm hơi thở đâu có gì đâu, nhưng mình thật sự khi mà mình sống với hơi thở lâu ngày đó thì mình hiểu rằng mình đang lắng nghe với chính mình và nghe tới rất là tốt. Thì có một điểm sau cùng mà chúng tôi muốn nói trong bài học ngày hôm nay đó, là nhiều người trong chúng ta cảm thấy không có thoải mái khi mà mình nhận ra những cái quấy nhiễm ở bản thân của mình. Tại vì mình nghĩ rằng đó là những cái phần tiêu cực, đó là phần mà chúng ta không thích. Nhưng mà kỳ thật đó là khi mà mình chịu khó nhận ra những cái khuyết điểm của chính mình, nhận ra những ô nhiễm của chính mình đó, mà nhận rõ đó, thì lâu ngày chúng ta sẽ giảm bớt đi cái cao ngạo, giảm bớt đi ngã tính. Mà thưa quý vị, trong cái cuộc tu tập của chúng ta đó, điều mà đáng sợ nhất, cái mà đáng sợ nhất, cái mà chúng ta nên chú ý đó, đó là cái bản ngã. Tại sao chúng ta nói về điều này là tại vì ai trong chúng ta cũng thường có một cái bệnh là mình quá tự hào, mình quá tự phụ. Tôi thế này, tôi thế kia, tôi tốt thế này, tôi tốt thế kia. Nhưng mà rồi nhờ vào cái sự tu tập, nhờ vào mình thấy được chính mình, thì lâu ngày mình mới hiểu rằng cái tốt, cái xấu, cái phiền não, không phiền não, nội tâm thế này, nội tâm thế kia đó, thì mình chỉ ghi nhận thôi. Chứ mình không có một cái ảo giác, ảo tưởng rằng tôi là ngon lành lắm, tôi là tốt lắm, tôi là bản lãnh lắm, tôi là hay lắm, tôi là thế này, tôi là thế kia. Quý vị biết là khi mà mình sống tuổi đời càng cao đó, ví dụ mình sống ở nhà mà có cái sự thâm niên, có cái niên cao lập trưởng đối tuổi cao, bậc niên trưởng trong gia đình, đôi khi cái ngã cũng tăng. Mình làm việc, cái địa vị của mình nó có làm cái ngã mình tăng. Thậm chí mình tu ở trong chùa mà mình tu cao hạ thì cái ngã mình cũng tăng. Nhưng mà nhờ vào mình thấy được những cái quý nhiễm, và thường xuyên thấy quý nhiễm, đây là tham, đây là ganh tị, đây là tật đố, đây là bỏng sẻn. Ví dụ như làm tu sĩ mình đi thuyết pháp mà nghe người khác khen là ồ, vị kia thuyết pháp hay, ông thầy thuyết pháp hay quá, bao nhiêu chục ngàn người theo, tự nhiên trong lòng mình thấy là mình không vui, tại vì mình nghĩ ông thầy đó có gì đâu mà người ta phải theo như vậy. Thì thay vì mình đặt vấn đề là tại sao người ta sùng bái ông thầy ấy như vậy, thì mình đặt vấn đề là ồ, cái tâm mình khi mình nghe chuyện đó mình thế nào, mình nghe chuyện đó mình có khó chịu không. Bây giờ người ta hay có một vài cái chuyện mà ví dụ như vậy, thưa quý vị, họ hay nói với nhau rằng có những ca sĩ ca rất là hay nhưng mà đưa lên YouTube thì cái người coi không bao nhiêu. Có những cái người đi hát rong ngoài đường mà đưa lên YouTube lại có cả hàng triệu người mở ra coi, họ đâu họ bực bội, họ nói mấy người đó sao ngu quá, đâu phải ca sĩ chuyên nghiệp, ca sĩ ngoài đường phố thôi. Nhưng mà vấn đề không phải là ai ca hay ai ca dở, mà vấn đề là cái nội tâm của mình. Và nội tâm của mình khi mà mình nghe những chuyện đó, nó ảnh hưởng mình như thế nào. Thì lắng nghe với chính mình đó, là một bài học rất là lợi lạc cho tất cả chúng ta. Lợi lạc lắm. Hầu như là nếu chúng ta đọc những câu chuyện của Đức Bồ Tát trong kiếp truyền thân, hay là Đức Phật của chúng ta trong kiếp hiện tại, kiếp chót khi mà trước khi Ngài thành đạo đó, thì đời sống này Ngài thường nhấn mạnh ở một điểm, tức là lắng nghe chính mình. Ngài đặt rất nhiều câu hỏi về bản thân của mình. Và một cái người tu tập mà không chịu đặt ra những câu hỏi về bản thân, nội tâm đang có ở trong cái trạng thái nào, chúng ta sống thế nào, thì thưa quý vị, thường thường là chúng ta hay làm hỏng đi cái sự tu tập của mình lắm. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ trong bài học ngày hôm nay. Xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính chư chư vị giảng sư đã vào room để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy Giảng. Sa thú lành thai, con nhật tay mặt đại chúng tâm râm. Chúng con kính tri ân chi tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng.
đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ấp sư ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý vị đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiền thiện quá ban còn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thường duyên nhà nhà an khương. Thượng phẩm bảo tồn mạng căn nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành phúc quả vì nhân tu sa phang su bang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti hon tu ni ron ta lang o tu sa phang su bang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa tha ma lu pa ve na so ti hon tu ni ron ta lang o tu sa phang su bang ga lang ga khan tu sa Sāpadevatā sāpasaṅkā rūpāvena sotti hondu nirun. Tārāṅ viên công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng viên hành chân giác. Thank you.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Buddha Thâm Má xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Buddha Giá và cảm ơn Huệ Ngọc. Thank you.